Mà em còn sinh viên rồi anh, là em ở một mình thôi chứ không ai ở chung được em hết á. Là em ở tầm 7, coi như được mày cũng lớp 3 đó. Không, ý là em ở một mình. Mời bạn Nam. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào anh bên kia màn và em chào quý khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Trà Giang, năm nay em 24 tuổi. Hiện em đang làm lễ tân ở nha khoa Sài Gòn BH tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Trà Giang, 24 tuổi, bạn làm nghề gì? À, chào Linh và chào mọi người. Em tên là Trần Tuấn Dũng, năm nay em 27 tuổi. Quê em thì ở Nha Trang á. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kiểm nhận tại trung tâm thương mại ở Gò Vấp anh. 27 tuổi đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai thì em theo người yêu á mà vô trong này lập nghiệp luôn. Chứ hồi xưa là em không có dự định là vào trong này. Nhưng mà tại vì lúc đó yêu thì em mới theo người yêu vô đây luôn. Cũng được 2 năm thì không hợp thì em mới chia tay. Làm gì không hợp, quen nhau từ Nha Trang vô tới đây mà sao không hợp? Có nhiều cái lắm anh. Em nhiều khi bạn bên kia không tôn trọng em. Đi chơi với bạn bè gì đó, mình sơ suất một kỳ đó là cứ hay phân bì kêu là à anh không bắt người kia đúng không? Thứ hai nữa là hay là la lối âm sầm tại đó luôn. La trước mặt mọi người luôn. La trước mặt mọi người luôn cho nên kỳ quá, phụ nữ sao dữ vậy? Vậy mình nói chung đàn ông nói vậy thì mình cũng rút kinh nghiệm ha. Dạ. Quen mình đừng có so sánh người ta với người cũ, người ta ghét lắm. Dạ. Không vậy. Sở trường của em là gì nè? Dạ, em cũng biết nấu ăn, em cũng biết hát nữa. Biết hát nữa? Dạ. Rồi bây giờ làm khúc cho sơm lên mọi người. Dạ, em xin hát gửi tặng tất cả mọi người ạ. Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối. Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời. Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. Quá xa xôi không anh ơi. Dạ em xin hết ạ. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua hai mối tình rồi. Mối tình gần nhất của em chia tay mới hơn 2 năm mà chị. Mình cũng có tìm hiểu nhưng mà không có gặp được người phù hợp á. Vậy em muốn tìm kiếm một người như thế nào? Hợp tuổi chị. Phải hỏi là tuổi coi tuổi hả? Dạ. Em tuổi gì? Dạ em tuổi thân á. Em tuổi thân em tìm. Dạ. Tuổi hợp là tuổi gì? Dạ tuổi tỵ, tuổi ngọ, tuổi mùi cũng hợp. Tỵ ngọ mùi có không? Có anh. Em tuổi gì? Mà nó tuổi gì? Tuổi tỵ rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Rồi ngon rồi. Được. Cái mẫu người của em là em lấy ba em làm thần tượng của mình đó chị. Rồi ba em sao? Dạ, ba em là quê gốc của miền Tây á, là thật thà chất phác á. Giống anh Quyền Linh. Dạ. Siêng năng lắm mà tính khoáng rộng lượng nữa chị. Chịu khó làm ăn lắm. Bên đó thấy sao? Có ở nhà bên đó có coi tuổi coi đồ gì không bạn? À, em thì em không quan trọng tuổi nhưng mà không biết là nhà... Chứ quan trọng nhất gì? Thế như về cái tính tình thôi anh Linh. Không có làm mình trước mặt mọi người đúng không? Thứ nhất là phải tôn trọng mình. Cái thứ hai nữa là phải biết không có phân biệt được dạng như là giàu hay nghèo. Mình làm vấn đề chính là mình phải biết, mình biết lo làm ăn. Làm mình mới có sống được. Rồi cái thứ ba nữa là hiền lành, lễ phép. Nhất là phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Được không bên kia? Vậy là thấy bên kia. Dạ. Yêu cầu cũng đơn giản. Dạ. Mình thấy đó, mình đáp ứng được. Được. Nhưng mà chị thấy em rất là duyên dáng nè, nói. Dạ. Nói năng cũng mình làm tiếp tân mà cũng. Dạ. Lanh lợi. Rồi làm mới nói được cũng nhiều khách khứa ra vô, đàn ông cũng đông. Dạ. Sao mình lại không có tìm được ai? Tại cái khu của em là Minh Khu VIP đó chị, là toàn là khách ở lớn tuổi. Lớn mới rụng răng hả, chứ còn người trẻ không ai tới khám răng. Dạ, tại khu VIP làm nhiều quá chị. Dạ, thường rụng răng nhiều. Thường rụng răng. Mình nãy giờ mình nói tính tình, mình nói tuổi. Dạ. Tác ha. Còn về ngoại hình em thích người đó là sao? Cao hơn em, cao khoảng 1m70 trở lên chị. Em cao nhiêu? Dạ, em cao có 1m6 à. Ốm mập gì cũng được hết trơn á chị. Miễn cao 1m70 trở lên là được. Dạ. Ốm chắc hài được hước, hài hước, vui vẻ. Dạ, ốm thì mai mốt về mình chăm mập lên cũng được. Đúng rồi, dễ ẹt có gì đâu. Dạ. Nhưng mà chị nghe nãy giờ là nghe ưu điểm của em là nghe hát hay, nghe công việc, nghe mọi thứ. Nhưng mà mình cái nhược điểm của mình là gì em biết không? Hay nóng tính đó chị. Thí dụ như chỗ đó em dọn dẹp sạch sẽ rồi á, mà em thấy bài ra một cái là em la. Trời chết. Nhưng mà đàn ông ai cũng bài hết trơn á. Nhưng mà bài nhiều quá thì cũng mệt lắm chị. Giờ hỏi ảnh thử coi ảnh có bài không? Có không?
Anh có bạn mà anh. Không, mình sống một mình tại vì em là trước giờ làm tự lập mà em còn sinh viên rồi anh. Là em ở một mình thôi chứ không ai ở chung được em hết á. Là em ở tầm bậy coi như rừng bay cũng lớp phá. Không, ý là em ở một mình tại vì cái tính của em là ở nhiều khi đồ đạc của em để đúng chỗ đúng nơi rồi mà người khác vô để tùm lum rồi. Hai người hợp rồi đó, vậy là hiểu rồi đó. Công việc mình hôm nay ổn định chưa? Dạ ổn rồi anh. Ổn hết rồi. Dạ. Bây giờ em có ưu điểm như thế nào và khuyết điểm thế nào? Thì em ưu điểm của em á thì là vui vẻ, hòa đồng, hát và thể thao. Và khuyết điểm của em như thế nào? Khuyết điểm của em á là tò mò. Khoan xíu xíu, đàn ông mà khuyết điểm hay tò mò là sao? Nhưng biết cái chuyện đó đó thì mình cũng hay là muốn tìm hiểu xem nó như thế nào. Ví dụ như bữa đó vợ về mình sẽ ấm cái giỏ, hoặc là vợ đi tắm nào này lục bóp vợ coi cái dạ gì đâu có chị mấy đâu quyền riêng tư em tò mò không tò mò chuyện khác vậy. Còn đối với cái chuyện riêng tư của mỗi người thì em trời không có được rồi nha, muốn biết cái gì thì hỏi nha. Chứ có nào tò mò vô máy điện thoại của người yêu không? Chắc có rồi. À, cái đó thì cũng chưa biết nữa. Đó thấy chưa, đâu có nhắc mới không đâu. Ưu điểm đó là em cũng hay hát, nhưng mà nó điểm là em hát có nhạc quen rồi. Em sẽ xin gửi tặng anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn bên kia và còn một khán giả một bài hát. Hay quá, tự nhiên tôi đang còn gọi là truy lùng cái vụ mà khuyết điểm, cái tự nhiên ông quất qua ông hát tặng đủ. Phải khuyết điểm như đó đó chị. Ưu điểm bỏ qua cái vụ tò mò. Bỏ qua vụ tò mò đi chị. Bóp với là lục điện thoại nha. Thôi bỏ đi chị. Bỏ nha. Bỏ. Cái đó là có rồi đó, có mới bỏ đó. Dạ. Rồi anh Linh, anh cho em ôm một cái đi rồi hát tiếp lấy tự tin nè. Ok. Tự tin lên bạn. Đó. Rồi anh Linh cho em xin miếng nhạc á. Có luôn. Em không sao đi tìm đâu ra cho bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày, đóng sơn tay nào ai. Tia là dễ chào thua, nói gì đổ mô đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà, châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan chân gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay nhiều đi. Chúc mừng ca sĩ Nha Trang. Dạ em thấy bạn hát hay, em nghĩ chắc anh bên đây hài hước vui lắm. Vậy là trúng ý em rồi. Dạ. Đúng rồi, dễ đúng thương không? Lắm. Có điều là như bạn trai bên bển cái gì vậy? Hello. Dạ. Hello. Dạ, chào anh. Mối tình mà em chỉ mới chia tay đó 2 năm đó là lý do tại sao em chia tay vậy? Dạ tại anh đó về quê lập nghiệp á anh. Ủa vậy mình thương yêu mình phải về quê luôn chứ? Nhà em có hai chị em mà chị thì năm nay lấy chồng rồi, còn có em với mẹ tại cha cũng mới mất được 2 năm rồi. À, thật ra phải ở với dạ, ở với mẹ. Nhà em ở đâu? Nhà em dưới Biên Hòa anh. Hết hết. Cô kia dễ thương lắm ha. Này bạn đi với ai vậy bạn trai? Dạ em có đi với mẹ với em gái đó. Mới mẹ mới với em gái hả? Mới vô hôm qua đó anh. Chào cô. Cô chào Linh và Cát Tường. Dạ. Cô từ Nha Trang vô luôn á hả? Mới vô hôm 4 giờ sáng. À. 4 giờ sáng vô đây. Vô đi tìm con dâu hả cô? Cô thấy bé cũng được. Dạ cũng được. Tính tình đời nãy giờ nói cũng vui vậy. Dạ. Dạ nhưng mà có cái điều hồi nãy giờ cô cho con cô đi ở rể không cô? Cô lập gia đình thì muốn tự lập hay sao cũng được. Nhưng mà lâu lâu về thăm cô cũng được. Chứ cô cũng ép đó, nghĩa là bạn gái là sao là lễ phép rồi lâu lâu về thăm cô rồi vui vẻ là được thôi. Hòa đồng với anh em đồ này kia là được. Dạ. Bên từ bên phía nhà cô thì anh em nó cũng đông lắm. Miễn là được bên phía cô thấy là hiền lành là được rồi. À, bên nhà trai là tương đối chấp nhận rồi đó. Còn mình hôm nay em có đi với ai không nè? Dạ em đi với anh bác sĩ làm chung nha khoa á chị. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bác sĩ làm chung nãy giờ làm gì nhìn anh này căng quá vậy? Sao theo dõi dữ lắm hả? Dạ. Thấy tình hình sao? Thật sự ra thì em thấy anh nó cao ráo, có tri thức, chịu thương chịu khó. Nhưng cũng có được cái tính là hài hước, rất hợp với em Giang. Ủng hộ không? Dạ, ủng hộ chứ. Hai bên có sự thuận lợi đầu tiên rồi đó. Vấn đề chỗ là chúng ta sẽ gặp nhau để xem tình yêu của họ có xuất phát từ những cái ánh mắt có đầu tiên không nha. Có cái gì cần hỏi thì mình phải hỏi luôn. Rồi, kéo màn lên. Hồi hộp nha. Họ rồi anh có con thú này tặng cho em tại vì cái con chó nó thể hiện cho sự tình yêu của nó đó là thủy chung. Dạ em cảm ơn anh ạ. Rồi. Ý tưởng là mình sẽ yêu trung thành với chó vậy. Lạ đó. Nói chung là anh sẽ chung thủy với em giống như là chó trung thành.
mà nói chung là dự tính của anh sẽ là làm nghề ở Sài Gòn, nhưng mà canh khoảng thời gian nào đó và mình sẽ về thăm gia đình. Nhưng mà em thì em lại thích sống riêng một mình thôi, có thể là gần cha mẹ hay gì đó, nhưng mà mình lại thích sống riêng chứ không thích sống chung. Bây giờ là bên kia là có một mình mẹ, không lẽ giờ bỏ mẹ biên hòa về đây chồng cũng khó đúng không? Dạ. Nếu mà em có nhà xong rồi ở thành phố xong rồi đưa mẹ về ở chung được không? Cái đó thì được thôi, nếu không có nhà là ok hết. Theo anh đó, nếu hai người yêu nhau thật sự ha. Dạ. Bây giờ em là đưa mẹ về ở chung nhà với chị ông xã, rồi cái em đưa mẹ em về ở chung luôn, con hai bà sống với nhau để có bạn bè, hai người kia làm bạn, hai đứa em làm chồng vợ được không? Cái đó được á anh, bốn người chung với nhà được đẹp quá đúng không? Ổn không? Dạ nó vui. Tính anh tính nhanh lắm, vậy đi. Đã có duyên trên này thì anh mong rằng á chúng ta có thể sẽ có một cái nợ. Gặp được anh thì em cũng rất là vui, mong là mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi chuẩn bị. Mình có 3 tiếng đếm được quyết định. Các bạn có đồng ý hẹn hò không? 3 2 1 hết thời gian. Ủa? Em bấm rồi đó mà nó không hiện lên á. Mà sao bạn lại bấm, ảnh cũng chưa có chịu ở chung với mẹ bạn mà sao bạn bấm? Ví dụ mà hai người yêu nhau quá thì ảnh mới chấp nhận. Yêu nhau quá thì em có cũng có theo ảnh lên Sài Gòn luôn không? Dạ thôi em còn có mẹ. Hai người nắm tay. Hai người nắm tay để cảm nhận cái cảm giác sao? Tay anh lạnh ngắt à. Dạ nói chung là thấy ấm thôi. Thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là cặp loa sao mắt i5 gửi bạn mỗi người một cái. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có một cái không gian thật là lãng mạn. Nào, hãy nắm tay bạn gái đưa xem phim, nắm chặt đừng có buông. Đá thủng khung thành đó chị. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào tất cả mọi người. Gấu trung thành không? Hôm nay là ngày gì? Gấu chó hả? Gấu này là gấu yêu anh. Gấu yêu hả? Bạn tên là gì? Em tên là Lê Đình Ân, năm nay 35 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc gì em? Hiện tại em là nhân viên kinh doanh chị. Kinh doanh về mảng gì? Em cung cấp những cái thiết bị cho nhà hàng khách sạn, thiết bị inox cho nhà hàng khách sạn. Mời bạn nữ, bạn giới thiệu tên tuổi của mình. Dạ, em tên Phạm Thị Yên, năm nay em 23 tuổi, hiện em đang làm giáo viên mầm non ở quận Tân Bình. Thì là mấy cô giáo yêu trẻ lắm đúng không? 23 tuổi, đã có mối tình nào chưa? Dạ, em có 2 mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất là chia tay hơn 1 năm. Điểm mạnh của mình là gì? Dạ, em hát được, nấu ăn được. Vậy còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là em nhiều ưu điểm quá, em không biết khuyết điểm của em chỗ nào nữa. Cái mối tình thứ hai này nó sâu đậm nhiều không? Không đậm quá mà cũng không ít quá. Nó hơi nó giữa giữa. Là do em với bạn đó không có được cùng quan điểm sống á. Em thì truyền thống, mẹ em có dặn là phải giữ mình á, không có được tiến tới trước hôn nhân. À bây giờ còn do con giữ không? Dạ con. Đó. Giữ. Cái chốt giữ chỗ đó. Phải giữ. Phải giữ. Đúng rồi. Đúng rồi, phải giữ. Ủng hộ em. Dạ. Vậy là cái bạn nó không muốn giữ, muốn giật. Dạ đúng rồi, bạn muốn đá thủng khung thành đó chị. Dạ. Cuối cùng bạn nó đá hoài không vô, bạn nó bỏ đúng không? Bên này có ý đồ đá lủng khung thành không? Dạ không đâu anh, tại vì nếu mà em chơi thể thao thì trong bóng đá thì em cũng giữ khung thành. Em là thủ môn. Sống thử thì em không sống thử. Mà đá thủng khung thành ta thì đá hoài. Không có đâu chị. Trời cái đó chị em sống mà. Sống rất là lành mạnh. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được 3 mối tình rồi. Mình có tìm hiểu được nguyên nhân tại sao chia tay? Tại do công việc của em làm thì em tiếp xúc rất nhiều khách hàng. Trong đó khách hàng của em đa phần là nữ. Làm thì nhiều lúc em nói chuyện thì nó hơi ngọt. Thì bạn nữ đó thì bạn hay ghen. Ghen tao yêu tao phải ghen chứ. Trời cái đó là vì cuộc sống, vì công việc. Nhưng mà bạn có phải là mẫu người sống chung thủy không? Dạ đúng rồi, em rất là nghiêm túc trong tình yêu. Hả? Bạn nữ mình có hay lúc ghen? Em đi chơi hay dạ, là có. Em cũng... Nhưng mà tùy từng trường hợp hả chị? Đáng ghen thì ghen, còn không đáng thì thôi mình bỏ qua.
Dù anh ấy đồng nghiệp rồi chở bạn gái trong đồng nghiệp đi công việc ngoài đường là bạn bắt gặp rồi, thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Dạ chở cũng được nhưng mà đừng ôm thôi. Ôm té là sao? Đợi đường Sài Gòn không đúc té té chứ ôm xe được rồi, cần gì ôm người. Bạn cần một mẫu người đàn ông như thế nào? Cao trên 1m7, tính tình thì hài hước, chín chắn, công ăn việc làm ổn định, sắp thành đạt, sẽ thành đạt và đang thành đạt. Bạn nói sắp hay sẽ hay đang? Dạ đang chị. Dạ phải nhà ở Sài Gòn chị. Em ở ba mẹ ở Sài Gòn á. Có nghĩa là chị lấy nhau ở Sài Gòn chứ không đi đâu hết phải không? Dạ. Anh có mấy căn nhà rồi anh? Nhà thì có một căn thôi em. Anh sống với ba mẹ. Dạ. Tuổi tác về thấy đồng ý không? À, anh lớn hơn mình con giáp bạn thấy phù hợp không? Dạ lớn hơn một con giáp thì nó cũng chín chắn. Dạ cũng được. Cái điểm gì bạn không thích ở người đàn ông? Tính gia trưởng nè, tính đàn bà nè, keo kiệt nè. Tính đàn bà là tính sao? Tính đàn bà là kêu bo, kẹt xỉn, nhiều chuyện, ngồi bê, ngồi lê đôi mắt vậy đó. Tò mò, vậy đó chị. Có không? Không, mấy cái đó em có à. Có một trong những thứ đó không? Không. Sao chị? Cái khuyết điểm của em là gì? Em thì hơi nóng tính một chút. Có đàn bà không? Đàn bà thì không rồi. Có keo kiệt không? Dạ không. Có tò mò không? Dạ không. Có lục bóp phụ nữ không? Dạ không à. Em trong quan hệ tình yêu là em rất là cởi mở. Thí dụ như người mình yêu, mình cũng phải cho người đó một cái khoảng trống riêng tư, để khi họ buồn những cái việc gì đó, họ về trong cái khoảng trống đó, có thể là họ đưa ra cái hướng giải quyết tốt nhất. Cái này được, cái này hay đó. Cần phải để phụ nữ có một khoảng trống để họ tự giải quyết như lúc buồn đúng không? Tôi rất có thiện cảm với bạn về cái kiểu cái cách nói chuyện, cái tư duy của bạn. Nhưng mà bây giờ bạn thích một người phụ nữ như thế nào? Có da có thịt một chút. Cao thì khoảng tầm khoảng chừng 1m55 tới 1m6. Biết chăm sóc cho bản thân một chút, nên nghĩ về chuyện gia đình một chút. Nói chung là ở nhà em thì có mẹ, thì mẹ là một người rất là kỹ tính trong gia đình. Về nhà là mẹ làm hết công việc, nhiều lúc phụ mà mẹ không cho phụ. Cái đó em nghĩ em rất là thương mẹ, thì em muốn kiếm một người giống mẹ. Nghĩa là sau này làm vợ sẽ là làm dâu đúng không? Dạ đúng. Cái điều quan trọng là bạn gái bên đó làm chung ngành với mẹ em. Cô giáo dạy trẻ? Dạ không, mẹ em là một người cấp dưỡng trong một trường mẫu giáo. Được rồi, một chút nữa tôi sẽ hỏi bạn gái bên đây cái chuyện làm dâu đó coi sao ha. Dạ. Sao em cảm nhận, em thấy sao? Em lại thích một người biết phụ vợ làm việc này kia trong gia đình đó chị. Nội trợ hay là nói chung là không biết giặt đồ thì cũng phải biết lau nhà rồi. Còn việc làm dâu thì sao? Bạn có chấp nhận làm dâu không? Được, em làm được. Vậy là tốt rồi, được rồi. Hôm nay bạn nam có đi với ai không? Dạ em đi với lại anh bạn bà con. Rồi, chào anh. Dạ chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Nếu như này nói về một người nam á, mà có hiếu á, thì khẳng định là Lê Đình Ân là một người con hiếu thảo. Phù hợp với... Thì nói chung về cái tính cứng rắn, nói chuyện, rồi về cái chuẩn chạc thì hơn cái số tuổi nói ra. Hợp với nhau về cái tính tình là hai người hơi bị khó. Bên kia cũng khó tính, bên đây cũng khó. Thì nói chung là nó cái hợp, và cái hợp thứ hai nữa là nói chung là nói về cái hiếu thì hai bên đều muốn lo cho gia đình. Thì cái đó thì đồng ý, tại vì bên nào cũng muốn gia đình. Bạn nữ, mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ yêu dấu. Dạ chào cô. Chào anh Quỳnh Ninh với chị Cát Tường. Dạ. Xin chào tất cả khán giả trên trường quay. Nếu mà nói mà cao giáo thì cũng không được cao giáo lắm, hơi thấp một tí. Cũng được cái là cũng hiền lành, thật thà mà cũng yêu thương ba mẹ thì cũng như... Cháu đấy, cháu nó cũng hiền lành thật thà và cũng yêu thương ba mẹ và các em trong gia đình. Đi làm về nhà thì là cơm nước rồi phụ giúp bố mẹ trong gia đình, cháu làm việc nhà là cháu làm được hết. Chợ búa, cơm nước các thứ là được, giỏi giang chứ không đến nỗi. Yeah. Hello. Good morning. Good afternoon. Okay, thank you, sit down please, okay. Trời ơi, cô giáo lanh dễ sợ luôn. Trời ơi, chú đẹp trai quá chú. Chú làm gì chú đẹp? Sao mà cần phải người cao hơn là sao? Sở thích của em là mang về cô gái. Ví dụ gặp cái người lùn hơn mình mà người ta yêu mình quá nhiều luôn thì sao? Hơi khó hả? Tùy thuộc vào bạn nam đó có muốn giống, muốn làm như vậy không? Thể diện này kia, đi kế bạn gái thì người ta không muốn bao giờ mà bạn gái cao hơn mình một cái đầu hay là... Vấn đề là em có chịu đi với người thấp hơn mình không? Dạ chịu, em mang về búp bê luôn. Khỏi mà về cô gái. Mà không mang cũng cao hơn người ta, chịu không? Chịu luôn, chú cỡ chú là chịu hết á. Được rồi, thôi để hai người nói chuyện với nhau, ca này khó quá. Nào kéo màn lên. Dạ, tặng anh. Thì ở đây anh nãy có cái lý do là anh hơi thấp thôi.
Chứ còn những cái khác thì vấn đề đó vẫn ổn, vẫn ok. Tao đứng lên cái cho bạn ngắm nghía cho kỹ cái coi. Thôi em đứng lên đo coi, coi coi là đi búp bê hay là đi gì. Đo coi thì sao. Được mà. Cái này dài như này cũng 5 phân mà, được. Đi dài còn thấp hơn ta nữa đó. Nhưng mà ấy ngại không mang giày 1 tấc không mà chú. Vừa thôi mang giày cao chi vậy. Thôi hai người nói chuyện nhau, đừng nói chuyện tôi nữa. Hiện tại em đang sinh sống ở đâu? Dạ em ở Hóc Môn. Hóc Môn, anh ở Bình Tân. Xa dữ vậy? Có, nếu mà từ anh lên em khoảng nửa tiếng hồ. Nửa tiếng cũng xa. Sao? Em cần 5 phút à? 5 phút chắc để anh sắm máy bay nha. Xuống đi hai người đáp xuống. Hồi nãy em nghe nói anh nói là mẹ anh không cho anh làm gì hết. Chắc anh cũng không biết làm. Không phải là không cho làm gì. Cái ví dụ như ăn cơm xong thấy mẹ ngồi nghỉ thì mẹ mệt, thì anh rước rửa chén rồi nói thôi đừng rửa, mà rửa dơ lắm để chút mẹ rửa. Mẹ nói vậy thì anh phải lao vô, mẹ đi ra con rửa cho. Mẹ không phải lo, không bể chén đâu. Vậy đó. Cái đó là ý anh là không cãi lời mẹ thôi. Bạn gái cảm nhận sao bạn gái? Dạ. Trời ơi, người ta tập trung vô câu chuyện là cứ suy nghĩ ai hoài vậy nha. Tập trung đi chứ tôi hiểu lý do của cô ế rồi đó. Ủa hiện tại anh đang làm cái gì ạ? Hiện tại anh đang làm kinh doanh. Kinh doanh là làm bên công ty hay là đúng rồi, riêng? Anh đang làm kinh công ty. Dạ, chừng nào thì anh lập gia đình? Khoảng từ 6 tháng tới 1 năm nữa. Nhưng mà em cũng còn đang đi học liên thông lên đại học á. Nên là em phải khoảng tầm 2 năm trở đi nữa thì em mới lập gia đình. Tôi nghĩ cái khoảng thời gian đó cũng hợp lý cho em để em hoàn tất cái việc học của em. Thế là em cũng đủ thời gian để tìm hiểu nhau. Dạ, anh biết hát không? Anh hát cho em nghe. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay, hai ta đã yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Cô giáo, đáp trả lại một đoạn đi. Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi. Có quá lớn lao không anh để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui và sẽ mãi luôn được gần bên anh. Trời ơi trời, tôi vừa mới tính khen mà cũng quất hai cái chữ cuối cho mà mới chịu à. Thôi được rồi, hát xong là cảm nhận đủ rồi đó. Suy nghĩ kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tại sao bạn này không đồng ý nhấn nút? Anh nói là 6 tháng tới 1 năm thì em thấy là tuổi của anh cũng lớn rồi nên là anh cần lập gia đình sớm hơn em. Đây, thay mặt chương trình gửi tặng bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, một cặp loa Soundmark i5 gửi tặng các bạn về nghe nhạc. Cảm rồi, chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình. Vỗ tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của ngày hôm nay nha. Rồi, chào hai em. Rồi, ngồi đi cưng. Và bây giờ, mời hai bạn nữ. Đây, hai cô em gái xinh xắn của tôi. Nhẹ nhàng. Rồi, bên đó trước luôn đi, cho đổi phong vị. Bây giờ liền luôn nè. Bây giờ đổ con thỉ luôn nè. Bây giờ, một cô bé, cười quá trời cười luôn. Em hãy tự giới thiệu mình đi, cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn cùng chơi và tất cả các bạn có trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Võ Thị Cẩm Tiên, tuổi thiệt là sinh năm 94. Em ở Tiền Giang nhưng hiện sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là nhân viên văn phòng, là dự toán công trình xây dựng nhà gỗ cho nước Úc. Wow. Mọi người nhận xét em là một cây nấm lùn, vui vẻ. Hoặc bác và hòa đồng. Mời chàng trai chiếc ghế màu xanh, mời em giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Trung Thành. Hiện tại em đang làm giáo viên tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông Thái Bình ở quận Tân Bình ạ. À, em dạy môn gì? Dạ em dạy sự ạ. Ở ngoài quê thì còn có bố mẹ và các em gái của em ạ. Ừ. Nói chung cũng ở đây gần 5 năm rồi ạ. Ừ.
ổn định công việc chưa? Dạ ổn định rồi. Mình nói với ai trong này, ở chỗ nào? Dạ em đang ở với chú của thím em ở trong này, ở đường Cách Mạng tháng 8. Rồi, mời bạn trai ở ghế màu đỏ. Dạ ghế màu đỏ nè. Trước tiên cho em xin lời gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Và em tên là Trương Nhân Quý. Em thì em sinh năm 94. Em nghề nghiệp là em sửa chữa ô tô, quê gốc ở An Giang miền Tây ạ. À vậy và hả? Em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bình Dương đoạn nào? Em ở Thủ Dầu Một quá chị. Ồ vậy không thì đi lên đây cũng khoảng 1 tiếng hả em? Hơn 1 tiếng. Hơn 1 tiếng. Nhưng mà ba mẹ là còn vẫn ở quê. Không, ba mẹ em lên đây với em. Ở Bình Dương luôn. Dạ. Ồ vậy là bây giờ là mình xác định là lập nghiệp ở Bình Dương luôn. Tại vì nhà em được hai anh em trai á. Mà ngày trước chẳng qua hơi buồn xíu là anh hai em bị tai nạn đó chị. Là nhà còn có mình em à. Em đây em làm việc ở đây nên nên em bước ba mẹ lên đây ở chung với em. Có gì ăn nấy chung với nhau. Rồi chị hiểu rồi. Thôi, xin chia buồn với câu chuyện của em nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi bây giờ em có ngại yêu xa không? Em thì được cái công việc của em bây giờ nó cũng gọi là ổn định đó chị. Thứ bảy em chỉ làm có buổi sáng. Cái đó em đi làm cho người ta hay là mình làm nhà em mình? Em làm cho người ta. Em làm cho thật công ty tập đoàn lớn 4 hãng này chị. À sửa xe là sửa xe trong công ty á hả? Chị tưởng đâu là cái gara sửa tư nhân. Công ty lớn lắm chị. À đủ sống không em? Chung em cảm thấy bao nhiêu là đủ chị, em thấy là ổn á. Nhưng mình lo được cho gia đình mình đủ là được rồi. Còn dư được chút ít em lo cho bạn gái. Lưu dư được chút ít lo cho bạn gái. Dễ thương quá. Dạ, hay quá. Hay được. Cô gái ngồi ghế màu đỏ đây nãy giờ cười, tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em tên là Đoan Minh, em sinh năm 95. Em làm sale marketing cho ngành F&B đã được 5-6 năm rồi. Tính cách của em thì độc lập, không phụ thuộc quá nhiều vào bạn nam và hơi bướng. Em là người miền Tây. Miền Tây? Mỹ Tho Tiền Giang anh. Mỹ Tho Tiền Giang. Em có ngại yêu xa không? Sẽ tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Wow. Wow. Vậy là mê trai đẹp hả cưng? Được, được, được. Tại nãy nghe chữ Bình Dương cái bên này eo. Ôi, yêu xa không chịu. Gì vậy, gì vậy? Là nghe xa quá đó, eo. Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ có một câu khẳng định lại. Tùy theo mức độ đẹp trai. Đúng. Cô là tôi cũng thích luôn á. Là giống tôi đó, giống tôi đó. Rồi, Quý, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh em thì vui vẻ, hòa đồng. Em được cái em không hút thuốc chị. Không hút thuốc? Có nhậu được không? Nhậu thì lê gai. Lê gai. Nhậu nhậu chơi chơi với em không bao giờ đi sau về sau 10 giờ. Hay quá. Coi như là nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là gì? Nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là... Trai ngoan em ơi, không có về nhà sau 10 giờ. Còn đi làm nữa Đạt ơi. Còn điểm yếu của em thì em không biết nấu ăn. Nói chung là nấu dở, chị em nấu mình em ăn, mà em ăn còn dư nữa. Có hồi nhỏ thì em hay bị sợ ma. Chị biết sao, ở dưới quê ngày trước thì nó vắng lắm mà chị. Ở nhà là chỉ có được một cái tivi thôi. Mà ba mẹ em thì dỗ cho em ngủ sớm. Cái mẹ em đi lại nhà kế bên á, coi cái đầu em ở nhà em thức dậy em không thấy ai chứ em khóc, em chạy cắm đầu cổ em chạy ra em khóc. Cái tới giờ mẹ em vẫn còn chọc em hoài luôn. Em thì cũng có cái thằng mà hôm nay em đi chơi vui quá hay gì á, tối về em ngủ em hay nói lại lắm. Nói lại là sao em? Là cứ như cũng kiểu như mớ chị. Mớ hả? Trời ơi, cái đó em mới làm cho người ta sợ ma đó. Trời trời. Chứ ma nào sợ em. Không mà. Em phải kể câu chuyện em mớ mà làm cho người ta nhớ đi. Tối em ngủ với vợ tự nhiên nửa đêm ngồi vậy em nói chuyện nói là vợ em mới sợ ma đó. Không, em không có ngồi, cái gì em nằm em nằm nói luôn hả? Dạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giòn 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt giòn 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Nói thành tiếng luôn, nói thành câu chuyện luôn hay là chỉ ú ớ thôi? Cũng có thể nói thành câu chuyện chị. Ví dụ như hồi đợt năm rồi em đi ăn tất niên á. Em hát nhiều quá. Mà cái tới ngày cái bài hát của em thích nữa, em ngồi với em kêu cho em hát nữa, cái em về em nằm ngủ cái em nói chuyện mình luôn. Nói gì? Thì em nói cho tao hát bài nữa, tôi nghĩ tôi về. Ai kể lại cho em nghe? Mẹ em. Còn em nè. Em biết chụp ảnh. Chụp hình. Dạ, em thích đi du lịch. Đôi lúc là em hay quẩy ba lô em đi du lịch một mình luôn. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chiều em chứ. Em phải chiều em chứ. Nhưng mà tùy theo độ đẹp trai, người ta đẹp trai quá sao? Có gì em chỉ anh được không em? Hả? Có gì em chỉ anh được không? Không. Em phải biết nấu chứ. Biết nấu chứ. Anh có thể lên coi YouTube mà. Ok. Em nhất định là không nấu ăn cho bạn trai mình ăn. Em sẽ rửa chén. Rửa chén. Dạ, bạn trai mình phải nấu cho mình ăn. Đúng rồi. Rồi ví dụ như mai mốt thì về ở chung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả? Tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó
là dọn ra ở riêng. Ừ. Cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi, ví dụ ba mẹ già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao? Em sẽ kiếm bạn trai khác. Em sẽ kiếm bạn trai khác. Trời trời, nhỏ này cũng nhận thẳng thắn thiệt. Được cái ba mẹ em thì không có quan điểm là bắt làm dâu hay gì. Nói chung ví dụ như sau này hai người lập nghiệp có thể ở riêng hay gì đó là làm sao, ví dụ bên đó bạn nữ thì cũng có ba mẹ. Em có mẹ làm dư, mình dành ra một cái khoản nào đó. Mình chạy qua chạy lại chăm sóc đôi bên phải không? Quan điểm là vậy. Vậy được không em? Vậy có kiếm bằng bạn trai khác không? Không. Để suy nghĩ. Trời ơi, suy nghĩ tùy theo độ đẹp trai. Được à, cô này. Được. Được mà à. Bây giờ điểm yếu là gì? Em có nói anh em rất là bướng. Có nghĩa là thí dụ như là em biết em sai thì đương nhiên là với khách hàng thì em sẽ xin lỗi. Nhưng với bạn nam thì em sẽ gật gật, nhưng mà không, em cũng vẫn làm theo ý em mà. Để tôi coi, để tôi coi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Để tôi coi là lúc mà cô gặp đúng cái người mà cô rung động đó, coi cổ có còn mạnh miệng nói như vậy không. Biết đâu nha. Chào thầy giáo nè, thầy giáo dạy sử nè. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì nói chung là em người quá hoàn thiện, có thể biết. Quá hoàn thiện luôn hả? Dạ. Nói chung là em không có cái gì gọi là quá đáng về tật xấu cả. Ví dụ như là em không hút thuốc này. Em không nhậu nhẹt thì chỉ có ít thôi ạ. Thích đánh bóng chuyền ạ. Và bữa nay thì em đang tập gym và tập boxing. Những cái môn thành đường sức khỏe rất tốt ạ. Tại là khả năng kinh tế của mình vẫn còn rất là hạn chế. Vì vậy em đang học và khởi nghiệp, mở thêm một cái kinh doanh online. Hy vọng là đến năm mình 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Năm nay nhiêu rồi? Dạ, 27. 27? Dạ. Lập kế hoạch rõ ràng là mong muốn 3 năm nữa là cuộc sống nó khá hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Lo được cho những người mình yêu thương. Dạ. Còn có kế hoạch gì trong chuyện kết hôn không? Dạ, thực sự thì bố mẹ em rất là muốn có con dâu ạ. Nên em mong là trong vòng 1 năm hoặc 1 năm hơn gì đó thì mình có thể tìm được một đối tượng phù hợp để mình có thể tiến tới lâu dài hơn. Nhưng mà đã sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ, để nói mà sẵn sàng thì thực sự là không có biết bao nhiêu cho đủ cả chị ạ. Nhưng mà em tin tưởng là em có đủ khả năng để mà chuẩn bị những thứ tốt nhất cho bạn ấy. Ok. Vậy còn điểm yếu của mình nãy giờ nghe tốt quá. Quá trời luôn á. Em hay sợ những con vật mà bò sát, ví dụ như là rắn, là dân ở vùng gọi là vùng lũ á, nhưng mà thực sự là em không biết bơi. Chưa bao giờ đi tắm sông luôn. Ở vùng lũ không biết bơi. Dạ. Trời đất ơi. Em có cái tính hay quên ạ, nên em hy vọng là sẽ có một người nào đó nhắc cho mình suốt cuộc đời này. Trời ơi, nhắc mà nhắc suốt cuộc đời luôn ha. Dạ. Chết rồi. Giống mẹ thôi, giống mẹ thôi. Rồi, hy vọng hôm nay thầy sẽ được như ý nguyện. Ừ, đâu, nhắc là anh ơi, tháng này chưa đưa lương nữa nha, là ví dụ vậy rồi. Anh ơi. Anh ơi chưa nấu cơm anh ơi. Anh ơi chưa giặt đồ anh ơi, anh ơi con anh chưa bú anh ơi. Nhắc lia lịa, nhắc lia lịa. Thấy ổn không em thấy dụ có một người vợ vậy em thấy ổn không? Quá ok luôn nè. Quá ok. Trời luôn ơi. Thầy nói thầy nhớ nha thầy. Dạ. Dạ thực sự thì em cũng chỉ mong là có một người nào có thể nhắc mình hoài hoài mà nhắc hoài không có chán. Rồi ok. Sợ nói câu đó xong là lát nữa 2 phút sau là quên liền hay gì. Rồi bây giờ mời Cẩm Tiên. Cẩm Tiên ngồi ghế màu xanh cái nè. Nấm lùng. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích làm thiện nguyện và có biết hát, độc lập về tài chính. Về khuyết điểm thì em là một người hay quên, cho nên là khi nghe bạn nam bên kia nói hay quên thì tại vì em hay quên là những chuyện lặt vặt á, em còn có cái người nhắc nhở thì em mới nhớ. Chết rồi. Hai bên mà bên nào cũng hay quên, bên nào cũng muốn lại nhắc. Dạ. Em có biết hát là biết hát cái loại nhạc gì? Dạ em hát được bolero hoặc là nhạc những bài ballad. Ballad. Mình làm thử khúc bolero đổi không khí đi em. Dạ. Mời em. Sớm tụ rồi. Sớm tụ phải. Thật ra qua nay con bạn thân em nó tập cho em một cái bài là chết là tự nhiên quên tên. Tàu về quê hương. Tàu về quê hương. Đó, bạn thân nhắc liền rồi. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Cảm ơn mọi người ạ. Oh yeah. Style mới là vừa hát bolero vừa mix rap vô luôn á. Biết rap không không? Em đọc rap cũng được nhưng mà nó không hay lắm. Kệ chơi luôn chứ. Hát là hay rồi, bây giờ đọc rap còn hay hơn nữa. Và đây là màn rap của rap nem Cái Nấm Lùng. Dạ em cũng xin rap một đoạn nhỏ trong bài Ngày Anh Nhớ Em của Ron ạ. Hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được, vì thế nên em đâu dám đem ra cá cược.
cuộc sống em giờ có anh như vậy là đủ. Em không muốn yêu ai hay quay lại người cũ. Đơn giản vì em xác định được mình thương ai. Em muốn mình cố gắng hơn nhiều cho tương lai. Mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại, em sẽ cố dẫn anh theo nếu lỡ anh vướng lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì như thế làm em nghĩ đến anh trong mỗi giây. Trong cơn mưa hôm nay sao lại có nắng, giống như em trong lòng cũng đang nhiều trống vắng. Chắc là do tim em đang cần ai đó. Có phải là anh, một bàn tay hay bờ vai nhỏ. Suy nghĩ trong em có chăng anh hiểu rõ. Lãng mạn và yêu anh, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Wow, ghê ghê. Trời ơi, với cái bài rap đó em vừa nói những cái tâm tư, tình cảm. Nếu tôi nghe coi em cảm xúc của hai bạn nam như thế nào. Hết luôn á trời. Sao thầy giáo nghe sao, sao? Bolero được, rap dữ luôn. Dạ, đủ luôn rồi, đủ luôn rồi. Đủ luôn hả? Dạ, oh, quá dữ. Còn em thì sao? Em bạn hát rất là chuẩn vậy. Chuẩn luôn được hả? Được hay lắm. Em cũng thích hát nên em thấy. Thích hát hả? Làm luôn em, hát làm luôn. Luôn đi. Để nhà trai mình lép dế hay sao? Wow. Rồi. Đúng rồi, thì hôm nay em đến đây em cũng góp vô một đoạn. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng càng lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi rằng trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ nàng ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dài, có lẽ đã yêu lần hai. Em xin hết. Wow. Yeah. Bài hát lạ quá vậy, tôi mới nghe lần đầu luôn á. Rồi tình trường thế nào? Em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Em trải qua ba mối tình ạ. Ba mối tình. Dạ. Mối tình đầu tiên thì lúc học cấp 3 nó kéo dài hơn 3 năm. Em phát hiện là bạn đó thật ra rất là tốt với em, nhưng mà không chỉ em mà còn với những em khác nữa. À. Nên là em mới dừng lại. Mối tình thứ hai là lúc em đi làm thì trong một chuyến đi chơi em có cái bạn nam đó có cách cư xử nó rất khác với một bé trong nhóm. À. Có người đi chơi chung một nhóm mà thấy là bạn trai của mình có tình ý với cái người khác phải không? Dạ đúng rồi, em hỏi bạn đó là có hay không, bạn đó mới khẳng định là không. Xong thời gian thì bạn đó nói là với em là chỉ là xem em là em gái mưa thôi. Xem em là em gái mưa thôi. Hả? Rồi một tháng sau thì bạn đó công khai trên Facebook với chính cái bạn nữ đó. Trời ơi, vậy là cái cảm nhận của em là đúng phải không em? Dạ, đôi khi em cũng sợ cái linh cảm của mình lắm á chị. Cho nên là em mới quyết định dừng lại. Rồi, mối tình cuối cùng. Hơn 4 tháng. Cả hai có cái tương lai là sẽ đi đến kết hôn khi mà tìm hiểu tầm 1 đến 2 năm. Tốt quá rồi, sao không tiến tới mà. Rồi sao nữa nè? Cái khúc này nè, sau thời gian quen nhau thì em mới phát hiện thì ra mình chỉ là cái người thay thế thôi. Cho nên những cái dự định đó thật ra nó đang dang dở với cái người cũ của bạn đó thôi. Thì em mới thôi dừng lại em để... Em lắp vô cái chỗ trống em đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lần này có nhiều khi cảm xúc của em sai không? Dạ em cũng có trao đổi với bạn đó. Thì bạn đó mới nói là thôi chỉ làm bạn thôi. Trời đất. Cho nên là em muốn dừng lại để bản thân mình không bị tổn thương nữa. Mà em chia tay cái mối tình đó bao lâu rồi? Dạ cũng gần tháng rồi hả? Chị Tùng. Mới có 1 tháng à? Nhưng mà bản thân em đã quên được cái người yêu cũ đó chưa? Dạ thật ra em không gọi là quên, xem đó là những cái kỷ niệm đẹp bạn đó đã góp trong cái phần thanh xuân của em. Em biết chia tay thì thực sự rất là buồn bởi vì em đã trải qua điều đó. Nhưng mà em hy vọng là bạn mới có thể tiếp tục với những cái nhân duyên mới của tương lai ạ. Rồi, cảm ơn em đã đồng cảm ha, và có một cái suy nghĩ rất là tích cực. Rồi riêng mình thì sao? Thực sự thì chuyện tình của em nó cũng mang màu sắc gì đó, nó hơi buồn buồn. Dạ, thực sự thì em cũng có một mối tình mang lại rất nhiều cảm xúc, và thực sự bọn em đã định tiến đến lâu dài với nhau. Nhưng mà hồi đó em có một cái tính là muốn làm được gì á thì mình quá chu toàn. Rồi dần dần thì không hiểu sao em càng bị sa đà. Trong y học thì người ta hay gọi là có dấu hiệu gọi là tự kỷ và trầm cảm một xíu. Sau một thời gian thì bạn ấy chọn một con đường mới và em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy. Thực sự lúc đó em rất là đau lòng luôn á. Anh với chị Tường rất là tin tưởng em và tin em nói thiệt chứ không phải là cứ thật sự hoài đâu. Thật một sự, câu ông thật nói sự, mà không biết bao nhiêu cái thật sự luôn đó. Đó thật cũng sự là một dấu hiệu của stress và trầm cảm đó nha. À. Không quản lý được ngôn từ và cảm xúc của mình, nói chậm lại, từ tốn và ổn kiểm soát lời mình. Bình nói tâm lại không gì hết. Thầy giáo. Dạ, thực sự thì đó, thấy chưa? Ổn. Dạ. Thực sự là em rất là cảm xúc ạ, nên chị biết, chị biết. Cảm xúc thì có thể là hơi hơi bị kích động xíu. Ủa, trong người nó hơi thả lỏng ra thôi. Một người sống rất là tình cảm. Dạ. Bây giờ quay lại với Quý thì tình trường của Quý như thế nào?
Dạ em thì được hai mối tình chị. Em quen bạn nữ đó thì được hơn 2 năm á. 2 năm? Dạ. Trong lúc em làm việc thao tác cái em có bị chấn thương á. Nằm viện gần hơn 2 tháng rồi. Mà lúc đó nhà em cũng khó khăn. Cái đó em quyết định em xuất viện, em về quê. Lúc đầu thì về quê tầm 1 tháng thì bạn nó cũng vẫn liên lạc, điện thoại quan tâm bình thường. Rồi xong rồi người ta cũng báo lại thì bé nó cũng là có quen một người khác. Rồi. Trong thời gian em học và em làm em cũng có quen thêm một bạn nữ nữa. Bạn đó kiểu như binh đạo á chị, mà không có giấu, mà kiểu như giấu em á. Nhưng mà đó là cái dạng như ba mẹ em sau này thì cho nên em cũng rõ ràng thì chị Tài. Dạ. Minh là tình trường của em sao Minh? Đây nè. À, thật ra em có 12 mối. Hai mối. 12. 12 mối. Lần đầu tiên có một mối. Đây, trong đó có 4 mối là sâu sắc. 4 mối là sâu sắc. Còn lại là thuộc dạng đang tìm hiểu và không cảm thấy hợp nên dừng. Cà rốt. Cà rốt đâu hả? Cá tính ha, ngon ha, mạnh mẽ ha. Hết hồn, hết vía. Lần đầu tiên tôi thấy có cô gái lên đây mà dám nói có 12 mối tình. Không, chỉ là cà rốt thôi thì mình tính mối mối cũng được mà. À, rồi. Cái mối tình đầu thì em với bạn đó quen nhau được 8 năm. Ừ, trụ 8 năm luôn. Quen được thời gian cái sẽ chán. Sẽ chán xong rồi cái nít nữa mà. Tình cảm tôi học trò mà. Bạn nam đó đi tà lưa với bạn khác. Tà lưa hả? Ừ, cho lên ở trên luôn. Mạng hay gì đó. Mà cái tính em thì trước giờ là em thấy nhưng em không có nói. Nói chung là sẽ tha thứ cho người ta khá nhiều lần. Nhưng mà nói chung là giờ chẳng lẽ mình bị tổn thương hoài. Rồi xong được. Cái lúc bạn đó đi du học thì em quyết định là kiểu thôi giải thoát nhau luôn đi. Sẵn tiện luôn hả? Đúng rồi, tiện tay á, kiểu như vậy đó, giải thoát nhau luôn đi. Tiện tay là thôi giải thoát nhau luôn rồi. Đi. Rồi, tiếp. Là 8 năm. Rồi thì sau đó không hiểu sao bị ám như sao á chị. Những cái mối tình sao và những cái người quen sao nó ngắn. Mấy tháng? Cao nhất á là 1 năm. À. Thấp nhất á là 1 ngày, đó là khi mà bạn nam tỏ tình với em. 1 ngày tính mối tình luôn hả em? Rồi. Thì bạn nam tỏ tình với em, à. Cái em mới thấy là ừ cũng được. À. Xong rồi cái sáng hôm sau em mới thấy con thấy kỳ quá, thấy tụt mút quá. À. Nên là em mới nhắn lại là thôi mình làm bạn thôi. À vậy là gọi là một mối tình đó ha em. Trời ơi, tôi hiểu rồi, tôi về chỗ. Thôi. Trời ơi, tôi nghe bà kể chuyện sao đầu đuôi nó. Sau đậm thứ hai là bạn nam tính hơi gia trưởng nên là hay kiểm soát. Có nghĩa là mới đầu vô mình nhìn một người partner của mình nó hào nhoáng lắm. Nhưng mà mình rờ vô mình mới biết. Rờ cái bộ phận nào của người ta vậy? Gì? Rờ vô tính xấu người ta mới biết. Rờ vô đụng ngay tính xấu mới biết được hả? Đúng rồi. Gia thì trưởng. Cũng dùng dần được khoảng một năm, một hạt rồi mới chia tay. Em lóc Facebook bạn đó luôn. Anh chị có nghe câu yêu nhau vì nhan sắc không? Yêu nhau, à hồi nãy anh có nghe đó. Tùy theo độ đẹp trai đồ đó. Anh nghe loáng thoáng hồi nãy cô gái nào nói có câu đó. Em chụp hình cho cái nhà hàng của anh đó. Ờ mà lúc đó mà em không có make up. Xong cái ảnh chạy một cái voucher ăn một chiều. Cái xong cái hôm sau cái em make up lên, cái em lượn vô nhà hàng ảnh. Cái ảnh mới nói trời Minh sao em nhìn khác quá vậy. Ồ rồi sao? Ảnh cưới em. Bắt đầu cũng ngồi tích. Ồ cũng đẹp trai nè. Ồ cũng có mấy việc làm ổn nè. Rồi cũng cao nè. Đó thì cũng ờ rớ vô rồi. Yêu. Nhưng mà yêu xong mới biết lụy tình. Ai lụy ai? Ảnh lụy, mà em là dạng con gái yêu thiên về lý trí khá là nhiều. Làm sao dứt được? Ảnh đi Hà Nội về, cái ảnh phì ra. Mập ra. Thì hết xấu đẹp trai quá, rồi. Hết tội luôn, hết trách nhiệm bỏ luôn. Rồi. Cái em mới nói là thôi em nghĩ là em hết yêu ảnh rồi, mình nên buông nhau đi. À. Dứt điểm, dứt khoát. Đó. Mới có cuộc tình thứ ba thôi đó chị Tường. Còn mấy kia là nhỏ. Bởi chị nói với em nghe, em đừng có ham cái mã đẹp trai. Tao nói mà mấy người đẹp trai quá là tính xấu nhiều lắm. Từ từ nó cũng lòi à. Bớt ham mê trai đẹp lại đi. Em thấy là bạn nam nào khi cua gái cũng đáng gồng lên vậy nè. Ừ. Xô hết như con công nó xòe đuôi ra vậy đó. Lê 12 mối tình. Nhưng mà tại sao lại không tiếp tục để mà chinh phục những người đẹp đàn ông đẹp trai nữa mà phải ngưng tới 2 năm nữa? À, tại thật cái là lúc trong cái tiến trình đó thì vẫn có nhiều bạn nam theo em. Nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ. Chưa bằng người yêu cũ. Giờ là phải kiếm lên trên. Hay, bữa nay có đem theo hình mấy người yêu cũ không? Không. Trời ơi, phải biết cho chị coi luôn. Không được chị giải tán hai bên này luôn cho rồi. Chứ mất công rồi nữa. Chị mở cửa ra rồi em nói chưa bằng người yêu cũ tổn thương hai bạn trai của chị. Trời ơi, thiệt á. Bữa sao nay là bên đàn nghe, gái nghe cô tình nhân vật là nguy hiểm nha. Sao quý nghe tình trường 12 mối tình của cô gái bên kia em thấy sao? Cái nào thiếu thì em bù vô chị. Thiếu em bù vô hả? Thiếu em bù rồi được. Để coi hôm nay bù được không. Còn nha á, thiệt chứ bộ nhiều khi là đây là đỉnh của đỉnh luôn rồi. Nhưng mà giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của quý là như thế nào?
vui tính xíu. Vui, nãy giờ em thấy vui không? Vui không? Nói chuyện cười quá cười luôn. Quá vui. Trời. Quá vui, gì nữa? Còn nhiều động tác hề lắm nha. Với lại bạn gái cao cao tầm 1m58 đổ lên là được. Được. Biết nấu ăn xíu, hồi nãy em cũng có nói rồi. Biết nấu ăn xíu hả? Mà chết chà, nhưng hơi bị sái sái không? Sái sái rồi. Rửa chén thì được, nhưng mà người bạn trai phải nấu, nấu cho cổ ăn. Vậy sẵn dịp em về, em như bạn nói nãy lên YouTube học rồi hai đứa học luôn. Ừ, còn hai đứa học là... luôn. Rồi xong rồi nấu ra thì mạnh người này thưởng thức của người kia thử lại thì cũng được. Đi ăn cơm tiệm đi anh, đi ăn cơm tiệm đi anh. Ăn cơm tiệm đi anh. Mình có cái điều gì mình không thích ở người cái tư ở người con gái không? Em không thích bạn gái mà cái kiểu như là nhiều chuyện ấy. Chuyện mà tám á. Dạ. Rồi, không xăm. Dễ nhìn xíu là được rồi. À. Dễ nhìn xíu là được. Không biết tôn trọng người lớn hay được. Khoan, bây giờ hỏi bà gu bà sao nè. Gu nè. Đẹp trai, anh đoán nè. Đúng rồi, đẹp trai. Đẹp trai là tiêu chí. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa nè? Cao. Chi tiền cho em đi, chi tiền cho em đi. Chi tiền gì? Chi tiền cho em đi. À, coi như là hỗ trợ kinh tế cho em. Ở kia em tự lập vẫn được, nhưng mà không, em muốn bạn nam chi tiền cho em nữa. Ví dụ như là em xài cho những khoản nào? Mua đồ. Mua đồ mà. Đi đầu tư. Đầu tư gì? Chứng khoán, bất động sản. Trời. Bitcoin, nhưng mà Bitcoin đang sập rồi. Chắc tôi đi về, hôm nay tôi nghỉ mai mối quá. Mà đó giờ em đầu tư thành công hay thất bại? Cũng có, thành công. Lợi nhiêu? Cũng nhiều mà. Rồi sao không lấy tiền đó đi đầu tư tiếp đi, rồi cũng phải kêu con trai đưa tiền đi đầu tư làm chi vậy? Thì trai cho tiền mình đi đầu tư, xong mình chia lại cho trai. Có chia lại cho trai luôn hả? Ờ, thì trai chia lại cho em, người ta gọi là hoa hồng. À, đầu tư. Dạo này kinh doanh có lãi không? Đang dịch rồi chị, tạm thời pending. Cho nên giờ đang cần người đầu tư tiếp phải không? Đúng rồi. Rồi, hy vọng hôm nay em có được người đầu tư nha. Chứ chị thấy chị hoang mang muốn bỏ nghề giải nghiệp rồi đó. Còn chị làm mai làm mối cũng nhiều ca lắm mà ca này chị thấy hơi căng rồi đó. Không, mà cô bé này nãy nói đúng, ưu điểm là vui tính. Vui tính hả? Chứ là vui tính là cô bé này. Quen thân cô bé này lúc nào cũng cười hết. Không thể nào không, buồn. Nhưng mà sao cái nụ cười đó toát mồ hôi hột đó em căng á. Cười mà cười này cười căng. Đừng có để cho cô bé này rờ trúng ngay cái điểm xấu là mệt nữa rờ, nha. Căng lắm. Thôi quay qua cô bé dễ thương nắm lùn nè. Nắm lùn thích yêu sao nắm lùn? À, em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người và độc lập về tài chính, về cuộc sống. Em Cưng biết nấu ăn không? Dạ biết. Có sẵn sàng nấu ăn cho bạn trai ăn không? Cho chồng ăn không? Thật ra thì em nấu cũng được, nhưng mà em muốn việc nấu ăn á là cả hai cùng chia sẻ với nhau. Rồi, ok, đồng ý. Có thích ảnh chi tiền cho mình đầu tư không? Thật ra về kinh tế thì em nghĩ là cả hai nên độc lập. Em thích bạn nam có quỹ đen hơn. Em thích bạn nam có quỹ đen hơn. Nói gì kỳ vậy? Ừ. Đỡ sao bên này ca khó không vậy? Mà sao thích tại bạn vì trai có quỹ em đen? em không thích người nam đưa hết tiền cho mình. Nếu mà thực sự có tiếng xa thì cả hai sẽ đóng một cái quỹ chung. Và cái quỹ chung đó để thực hiện những cái dự định tương lai. Phần còn lại thì em nghĩ là cả hai nên có một phần nào đó giữ riêng cho mình để sinh hoạt, giống như là đi ăn uống bên ngoài. Cái đó mình chỉ dùng từ là mình có cái khoản riêng để chi tiêu cá nhân thôi. Dạ đúng. Em dùng rõ từ ràng. Quỷ đen là nó ghê lắm. Quỷ đen là quỷ đen là nguy hiểm lắm. Đen tối. Bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến của người thân. Phía bên dưới thì Tường thấy là có một chú nha. Là chú là người nhà của ai ạ? Chú là người nhà của Trương Nhân Quý ạ. Dạ, người nhà của Quý. Chú là gì của Quý ạ chú? Tía. À tía, dạ chào tía. Dạ, tía hôm nay tía đi theo coi nãy giờ rồi tía có suy nghĩ sao nè, tía phát biểu nè. Cái chỗ ghế xanh nè, hợp với Út Quý á, nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Quý á. Cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, rồi đó là ý kiến để cho Quý có thể tham khảo thêm. Chào em gái, mình là đi theo ai? Dạ, em chào chị Tường, chào anh Đạt cùng tất cả mọi người. Hôm nay mặt em kích ứng nên em xin phép chương trình cho em đeo khẩu trang. Dạ, em là bạn của Tiên ạ. Rồi, bạn của Tiên nắm lùng phải không? Dạ. Rồi. Tiên ơi, hai bạn nam bên đây á, thì khá là ổn áp. Nhưng mà Ly nghĩ á, cái gu của Tiên á, là sẽ là cái bạn ghế màu xanh á. Thì với cái tâm sự của bạn ghế xanh từ nãy tới giờ á, thì em nghĩ là bạn ghế xanh sẽ chịu được cái tính của bạn em. Cảm ơn em, đó là những ý kiến từ bạn người thân xanh. Hy vọng là giúp ích được rất nhiều cho các chàng trai, các cô gái của mình khi mà lựa chọn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đã có đầy đủ thông tin rồi. Đạt ơi, dạ. Mình mở cửa trái tim đi. Còn gì nữa, cho hai bên gặp gỡ nhau nè. Yeah. Mở cửa trái tim. Wow.
Trời, làm liền luôn hả? Quà tặng em. Anh thì không biết lựa màu son nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh dắt em đi mua. Rồi, liền tay vậy luôn. Ồ, đúng là anh chàng thợ sửa ô tô. Nếu không thích màu này thì anh sẽ mua cho em màu khác. Đó, nhanh gọn lẹ liền. Chưa kịp hỏi cảm xúc anh, luôn. Anh nói quịch tẹt quá vậy. Đâu, anh thẳng mà, anh là anh chàng rất là thẳng tính. Em thích không, em thích không? Chưa mở, chưa biết. Mở đi. Còn ba làm gì mà có thô bạo dữ vậy trời. Ý màu cam. Cam đó, thích không? Màu cam. Em thích đỏ cơ. Nhưng mà hơi, cảm ơn anh. Đỏ cam ấy. Vậy bữa anh mua cho cây khác. À. Cảm xúc đầu tiên khi mở cửa trái tim ra thấy sao? Anh này đẹp trai. Anh này đẹp trai, trời ơi, nhỏ trai này thẳng tính ghê. Anh này đẹp trai. Ổn không? Ổn. Ổn hả? Mà ảnh cứng quá à. Cứng là cái gì cứng? Mới vô ảnh, ảnh tặng quà ảnh làm liền à. Rồi ảnh nói luôn. Sao vậy, em không chịu nữa hả? Vậy cho nó nhanh gọn lẹ chứ, em muốn lòng vòng nữa hả? Từ từ thôi. À, muốn chậm chậm lại chút hả? Từ từ mà đúng không? Mà khó chịu quá à. Thiệt, ta đẹp trai được rồi. Mà đẹp trai là được rồi. Đẹp trai không? Nhưng mà nãy chị mới nói là người đẹp trai có cái mã thôi, phải từ từ. Chính nãy chị mới nói mà. Chị nói người đẹp trai chứ nhiều khi bên trong nó có nhiều tánh xấu. Chị đâu kêu từ từ đâu. Rồi, em cũng bớt lại một chút nha. Bớt lại đi cưng. Kềm lại chút xíu. Cảm xúc sao cưng? Này nghe nè, nghe anh chàng trai ta đẹp trai nói nè. Mà gái dễ thương. Dễ thương quá hả? Có sao xuyến chút nào chưa? Dung. Sao cưng? Cảm xúc khi thế nào khi mở cửa trái tim ra? Hai bạn gái rất là dễ thương. Nhân đây thì em có một món quà nhỏ gửi tặng đến hai bạn ạ. Cảm ơn. À. Em cảm ơn anh nhiều. Nhóm thầy giáo phát sổ đầu bài. Sao thích màu này không? Để người ta đổi luôn. Màu đen. Thích màu đen, làm ơn mới mốt đổi màu đen cho người ta đi. Rồi đổi cho em luôn. Khó quá, tôi nói bà bớt lại đi. Rồi sao nắm lùng? Sao nè? Cảm xúc của em như thế nào? Đang tập trung nhìn vô cái chữ. Dạ, em thấy trên cái quyển sổ có một cái câu thơ rất là hay. Có chữ nghĩa nè. Dạ. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ, khăng khăng đợi thuyền. Nghe khá là... hay đúng không? Tại cho em cái cảm tình. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ hai chàng trai tôi mạnh mẽ lên. Anh Quý, anh mẽ lên, muốn hỏi gì hai cô gái này cứ mạnh dạn. Cho hỏi hai bạn là ví dụ như mình yêu nhau, mình quan điểm về tình yêu là như thế nào? Nếu mình tình yêu là nên cho hai người một khoảng không, gọi là tôn trọng không gian, đừng có dính nhau quá. Ủa, yêu nhau mà đừng dính nhau? Nó chán mà. Thêm thì tình yêu là như thế nào là vui? Sự thấu hiểu. Nè, nói với anh Quý nè, đừng tìm hiểu anh kia, anh Quý nè. Nhào vô tình yêu đừng có gồng quá, nó không có vui. Gồng quá nó không vui, mỗi ngày mỗi khác. Quý hiểu không Quý? Dối. Em nói đi. Quý hoang mang lắm. Quý. Bé hỏi nó trả lời Quý xong đang... Quý chưa hiểu gì luôn. Rồi Tiên. Dạ, quan điểm trong tình yêu của em là cần một người biết chia sẻ, thông cảm và phải biết tôn trọng người yêu của mình, đối phương của mình. Anh thì thích rõ ràng. Kiểu như là yêu ai là chỉ yêu một người thôi. Khi nào mà không thương nữa hoặc là không có còn quý lý nữa thì cứ nói thẳng ra. Dạ, em muốn hỏi thầy giáo. Rồi, hỏi thầy giáo, mời em. Muốn hỏi là bạn có gia trưởng không ạ? Cái điều này thì mình khẳng định luôn là mình là một người sống rất là tình cảm ạ. Nghe quan điểm chia sẻ của hai người rồi từ đó mình sẽ đi đến kết luận. Không có ý kiến của mình là chủ đạo ạ. Thật sự cái nhiều khi em cũng trẻ con á, thì anh có chấp nhận được hay không ạ? Là không có ai hợp với nhau 100% cả. Mình thông cảm, chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi. Rất mong là mình có cơ hội để sau này sẽ cảm thông với nhau nhiều hơn. Ví dụ như là em người có cả đầu á, nên thực sự là vấn đề trong gia đình á, thì em muốn có một người bạn đời của mình nó thực sự lễ phép. Con trai trưởng. Bạn nghĩ như thế nào? Cần phải có một con dâu phải ngoan, hiền và lễ phép. Chứ em nghĩ về điều đó như thế nào? Cái điều lễ phép đó thì mỗi người đều phải có hết. Nếu mà đi xa hơn nữa thì mình thương người chồng thì chắc chắn mình sẽ cũng phải kính trọng người thân của đối phương. Anh con trưởng vậy là ở dâu đúng không anh? Làm dâu đúng không? Làm dâu đúng không anh? Thì mình quê ở Quảng Bình nhưng mà mình vào đây lập nghiệp. Có mong muốn là muốn ở đây làm việc lâu dài nên làm dâu thì mẹ mình không bắt buộc đâu. Nhưng mà em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ, tại vì quan điểm của em là tôn trọng ba mẹ hoặc là người thân của đối phương và em cũng hy vọng là như vậy. Nè, cô bé này em nè, em có quan trọng làm dâu không? Em không có thích làm dâu. Nãy người ta hỏi rồi, ông này ông mai không có nhớ gì hết, ta nói ngay từ đầu em, rồi. Em nói vui, là có duyên là dọn ra ngoài ở riêng. Dọn ra ngoài ở riêng còn không kiếm bạn trai khác. Rồi. Em cá tính mạnh nhất trong đây. Tại vì hôm nay đó cái ý kiến người thân của mình nó có hơi sự hơi xáo trộn một chút. Xáo đúng trộn. Không? Mà mình cũng phải lắng nghe ý kiến người thân chứ. Em tặng anh Quý, bởi vì anh Quý đã tặng son cho em. Nhưng mà em sẽ không như anh, em sẽ không nói là ở trong đây đó có gì. Em đồng ý cho anh khui tại đây không?
được. Tặng em rồi, muốn làm gì em làm. Cúi đi, tặng em rồi. Trời, bà tặng quà mà mới đứng đó. Anh Nguyên bà sàn thấy sợ luôn. Đôi khi người ta phải cần như vậy. Mắc cỡ á chị ơi. Không hề. Bà thả tính đó chứ mắc cỡ cái gì. Hồi hộp ha. Dung. Hả? Dung. Dung. Dung hả? Dung hả? Đang dung dậy. Dung. Một bộ hình. Hả? Không. Hình gì? Thật ra là đó là hai cái nơi em đi du lịch mình mà em thích nhất. Cái là ở Thái Lan với một cái là Singapore. Em từng đi giống như là có một Nhật. Cuộc hẹn du lịch hay gì từng đi Sing, rồi từng đi Thái. Anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi anh trong đi nước. Chỗ nào? Anh đi làm. Thôi đi làm đừng có vậy. Ý em nói là đi du lịch mà. Đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em. Đúng rồi, không có tiền lấy gì đâu đi trời. Đây nè, ba cái bát bò luôn. Trời, trời đi Thái rẻ lắm luôn á. Rẻ sao? Có sáng tới 8 triệu à, bút vé máy bay, tự túc bay cái vèo qua bển rồi tự bút hostel rồi ở. Có 6 tới 8 triệu à. Ủa rồi đi du lịch rồi ai trả tiền? Thì anh phải trả chứ. Anh trả là hai đứa còn luôn hả? Còn em thì em tự trả. Là mạnh ai nấy trả hả? Ờ, thật ra hồi xưa em quen mấy bạn nam á, sẽ trả luôn cả tiền phòng nha em. Ủa, là ngủ chung hay ngủ riêng? Ngủ riêng. Ngủ đi, tiền phòng ai nấy trả, như nào ngủ chung tại, anh mới trả tại, tiền. Tại mấy bạn nó thích chi thôi chứ không phải là do em ép hay gì hết. Ừ. Bây giờ chị hỏi em nè, giờ thí dụ như đi ăn rồi bạn trai quên đem bóp theo trả tiền thì em có trả tiền không? Thì lấy thẻ ra cà. Không có đem quên cái bóp rồi. Thì em cà đó, đợt sau anh cà lại. À coi như là xen kẽ nhau. Dạ đúng rồi. Quên hai lần luôn. Bye bye. Bye bye hả? Một trời lần thôi gì chứ qua lần hai bye bye. Cá tính mạnh dữ vậy trời. Úi à. Sao em quan mang vậy? Đang phân tích. Quý đang phân tích. Em được tặng ba cuốn bát bo luôn mà em quan mang vậy? Dạ. Rồi mời nắm lùng. Nắm lùng. Dễ thương à. Em có hai quyển sách muốn tặng cho hai anh ạ. Riêng thầy giáo em có tặng thêm một phần quà nhỏ. Coi phần quà nhỏ là cái gì? Ủa sao bữa nay giống như trùng khớp nhau với thầy giáo quá ha. Nhật ký bỏ túi. Bây giờ mình cho các bạn test lại cái cảm xúc. Mời thầy giáo đứng lên. Mời thầy giáo qua lịch sử. Qua nhà trai xin phép nhà trai cho nắm tay nhà gái đạt gái hướng dẫn đi. Rồi. Em thử cảm xúc cho bạn nắm tay được có. Nhìn nhau 30 giây âu yếm coi có muốn nói gì không. 10 giây cảm xúc như thế nào? Lạnh. Ừ, run lắm em. Máy lạnh. Rồi nhìn vô. Chắc hết 30 giây rồi đó chứ. Nắm hoài luôn hả? Rồi, quay qua bên phải, nắm rồi, tay bên đây. Bên đây luôn. Nhìn nhau. Cảm xúc muốn giữ trong lòng thì anh lỏng ra đi, anh đừng có gồng. Muốn bộc phát cứ bộc phát. Anh đừng có gồng nữa, thả lỏng ra đi. Ừ. Được chưa? Thực sự thì em có cảm giác rất là tốt ạ. Có cảm giác rất tốt. Kiểu tình yêu sát đánh à. Tình yêu sát đánh hả? Đánh ai thì chưa biết nha, ghê nha. Dạ. Quý nè, Quý có quyền được nắm tay hai cô gái để thử cảm xúc của mình. Dung nhảy hoài. Dung quá. Nói gì không, hết giờ. Anh nắm em hoài luôn. Anh biết thì anh đứng đây anh đợi mà không sao đâu. À, bảo vệ nhà gái. Em phải nhìn thẳng vô mắt người ta ấy. Nè. Anh cứ rung luôn. Ổn, rồi. Lấy nắm lùng. Cười. Tại, không à, tính em hay cười vậy anh. Nhớ lời ba dặn. Cái chỗ ghế xanh à. Hợp với Úc Quý à. Nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Quý á. Nhìn anh mắc cười lắm rồi. Dạ không, tại em hay rung, em hay cười để kiểu cho mình bớt rung hoặc là tạo cái gì đó tác động bên ngoài để bản thân mình có thể tự tin hơn á. Em thấy anh sao? Tức là em có cảm tình với anh, cái lúc mà anh chia sẻ là tình cảm thì cái gì nó cũng nên rõ ràng và thẳng thắn chia sẻ với nhau. Con người em cũng vậy nên là em cũng thích đối phương là như vậy. Dạ. Dạ em cũng chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi, về chỗ, hết giờ rồi đó. Bây giờ các bạn hãy nhìn trên ghế của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh, tượng trưng cho cái người ngồi trên cái ghế có cái màu như vậy.
Nếu như sau 5 giây các bạn đồng ý hẹn hò thì mình hãy bấm vào cái nút mà mình muốn. Nếu như bạn không muốn, không có cảm xúc với ai hết, có quyền không bấm. Và khi nào hai chiếc ghế cùng màu mà cùng sáng đèn với nhau thì mới gọi là hai trái tim đồng điệu. Các bạn nắm chưa ạ? Trái tim mình mách bảo bấm chỗ nào thì bấm chỗ đó. Mời bốn bạn để tay vào. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1 Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người. Hy vọng là đến 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Anh thì không biết lựa màu son, nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh dắt em đi mua. Bấm. Có một cái đèn không sáng, vì sao em không bấm? Thì không hợp gu em. Không hợp gu em? Ờ, tại bản ở Bình Dương lận. Xa. Đúng rồi, với lại cứ vậy giống em hành bản quá nên là thôi. Cũng rất là thẳng thắn ha, quyết đoán ha. Hy vọng em sẽ gặp may mắn lần sau. Như vậy thì mọi người thấy rằng là chúng ta có 3 người bấm nút. Nhưng mà hai chàng trai đều bấm cho chiếc ghế màu xanh, nhưng mà cô gái ấy thì đã bấm vào cái anh chàng màu xanh. Như là chúng ta sẽ có một cặp đôi. Từ cặp đôi ghế xanh, mời hai bạn tiến ra phía trước. Chúc mừng em. Chúc mừng anh em. Sao cái gương mặt em có vẻ thảng thốt và hốt hoảng vậy? Khoan, em chưa lót được cái kết quả. Em chưa lót được kết quả hả? Đây nè. Em đang ngồi ở ghế màu xanh, thấy chưa? Thấy màu xanh không? Rồi em bấm cái đèn của màu là xanh. Là em dẫn qua đây màu xanh. Là em chọn anh thầy giáo bấm cho em ngồi ghế màu xanh. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Em có bấm lộn nút không? Có bấm lộn nút không? Bấm lộn nút không? Bây giờ vẫn có. Dạ thôi em bấm đúng, bấm đúng. Đúng địa chỉ rồi đúng, đúng không? Đúng rồi, nắm tay đi cho chắc ăn coi để em thấy là. Trời ơi trời. Đúng thì nắm tay. Trời ơi. Rồi mời em trai đứng lên. Rồi đây đứng nhanh. Thôi đứng ra đẹp trai rồi, không cần nữa. Ok. Khổ ghê vậy đó. Trời ơi à. Hôm nay chúng ta có một cặp đôi là cặp đôi ở thầy giáo Thành ha, và cô cũng Tiên ha. Hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Đánh xin mời dấu, thầy giáo. Đánh dấu một bước khởi đầu nè. Hôn đi. Hôn đi. Wow. Dễ thương. Và chương trình sẽ tặng cho một cặp đôi thành công. Mỗi bạn sẽ là một chiếc điện thoại Realme pin khủng, sạc nhanh. Hy vọng các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại Realme này để liên lạc với nhau, rồi chụp thật nhiều ảnh và chia sẻ cùng chương trình những cái khoảnh khắc thật là đáng nhớ của mình nha. Đây, chị Tường tặng cho hai đây. Bạn nè. Với hai bạn không thành công thì là mình thất bại, nhưng không sao hết, thất bại trong tình yêu thôi. Nhưng đến với chương trình thì các bạn dù không đến được với nhau, chương trình cũng đồng cảm đến cái sự là dám bày tỏ rồi dám thể hiện bản thân để tìm kiếm một nửa cho mình. Chương trình gửi tặng mỗi người một chiếc điện thoại Realme pin khủng. Và đây, quà tặng dành cho các bạn đó chính là WeWell Zonchi, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan và tốt cho sức khỏe. Rồi, tặng cho em. Cho em. Đây. Ok. Hello. Đây, ngon lành. Và đối với cặp đôi thành công, để chúc mừng cho sự 2 thành 1 của cặp đôi thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và lưu ý nha, nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì các bạn sẽ được bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả 2 trong 1, cộng lại 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Đó. Nhớ có tin vui là báo liền cho chương trình là nha. Báo liền hay chưa? 3 năm nha. Còn các bạn thì tham gia chương trình, mỗi người nhãn hàng cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Đúng rồi chị. Nóng tính nó có khi nào bốc lộn thuốc rồi ba.
Không, nó tính là cái sự việc gì khác ở ngoài cuộc sống á. Xin chào cả nhà, bây giờ đã gặp lại rồi. Bên cạnh Cát Tường là một chàng trai, nãy giờ em chờ bao lâu rồi cưng? Dạ. Sốt ruột lắm không? Dạ, sốt ruột. Sốt ruột cái gì, để chờ chị Tường hay chờ bạn gái? Chờ bạn gái. Chưa thấy ông nằm ổng phủ phàng với bà Mai với ông này luôn, thì em nói em đợi chị Tường đi. Không có chị Tường sao có bạn gái, bây giờ ghét tôi ngồi đây luôn, tôi không dắt bạn gái luôn. Sự thật mất lòng. Nhà năn nỉ tôi, xin lỗi tôi mới đi. Không, tôi ngồi hoài luôn là bạn gái không có vô đâu đó. Chị Tiền giúp em dẫn bạn gái vô. Chị Tường dẫn bạn gái vô. Ông này thiệt chứ không có cái gì gọi là ga lăng với phụ nữ hết trơn, nó chán dễ sợ luôn. Rồi, hai bạn có thể mở mặt nạ của mình ra. Tôi giận rồi, để đó rồi coi. Dạ, em chào chị Cát Tường. Rồi, bây giờ mời bạn gái giới thiệu về mình trước nha. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Trần Thị Mai Linh ạ. Em sinh năm 1993. Em ở Bình Dương ạ. Hiện tại em đang là y tá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương ạ. Rồi, mình ở với Bình Dương luôn hả em? Dạ, em ở Bình Dương. Bình Dương ở đoạn nào? Đường nào? Ở Thủ Dầu Một ạ. Em biết Thủ Dầu Một không? Dạ không, chưa đi. Chưa đi luôn? Dạ, chưa. Ở đi khỏi thành phố. Em tên gì, quê gì? À, tên gì, quê ở đâu? Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lê Minh Trọng, em 29 tuổi, em quê em ở Cần Thơ. Trọng. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Trọng, là dược sĩ. 29 tuổi ở Cần Thơ làm dược sĩ. Dạ. Nói chung là cũng liên quan, nó cũng là ngành y. Rồi hẹn hò cách nào đây? Em tra Google chị, lên tìm hiểu rồi. Một tuần hẹn nhau, gặp nhau được mấy lần? Không, cái đó công việc em thì xây ca, nếu mà rảnh thì em sắp xếp thời gian em chạy được. Quan trọng bạn gái rảnh không thôi. Nè, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em là sống tình cảm, không uống thuốc này kia. Nhược điểm đó là đôi lúc thì có hơi nóng tính, dễ tin người. Dược sĩ là bán thuốc đó phải không? Dạ đúng rồi chị. Nóng tính là có khi nào bốc lộn thuốc không ta? Không, nóng tính là cái sự việc gì khác ở ngoài cuộc sống á. Thỉnh thoảng thôi chứ không phải nóng. Có tật xấu gì nữa không? Xấu là nhát gái kia. Rồi em giao tiếp với bạn gái, ví dụ như hàng ngày yêu nhau thì em sẽ làm cách nào để liên lạc với bạn gái? Thường thì em thích là nói chuyện qua điện thoại hay là nhắn tin. Em nhắn tin hay bị cục tin nhắn, chứ dù em nhắn hoài là em không biết lối thoát, không biết. Nhiều khi đi làm trong công việc rồi thì nhắn tin lâu lâu hỏi thăm này kia được đó. Chị nhắn tin liên tục, em điện thoại nhắn tin liên tục. Lâu lâu mà ví dụ chừng nửa tiếng mà không thấy tin nhắn bạn trai thì chị buồn lắm. Em đi làm nên là thời gian nhắn tin thì có thể là buổi tối thôi, còn ban ngày thì cũng có thể là không nhắn tin được đâu chị. Vậy là cũng giống như ảnh luôn, không thích nhắn tin luôn. Không, thích nhắn tin nhưng mà thời gian rảnh thôi. Nhưng mà giả sử mà 10 phút không nhắn tin lại cho em là thôi rồi đấy chị. Làm nhắn tin là phải trả lời liền hay sao? Dạ đúng rồi ạ. Còn nếu mà không trả lời thì làm sao mà biết được là đang làm gì, đang ở đâu ạ? Nhưng mà khi công việc, ví dụ anh không đụng tới điện thoại hay sao, ví dụ. Như vậy anh phải nói là anh đang bận hoặc là anh đang làm gì đó để em biết chứ. Giả sử anh đang nhắn tin về em rồi anh đi mất hút, làm sao mà em biết được anh đang làm gì? Nếu là anh đi với ai thì sao? Vậy là cô này hay ghen lắm phải không? Dạ cũng bình thường ạ. Có lý do thì không sao, mà không có lý do là có vấn đề chứ chị. Có nghĩa là trước khi bỏ điện thoại là phải nhắn tới anh đang bận, giờ anh bỏ điện thoại đúng không? Dạ, đúng rồi. Tiếng hai tiếng nữa anh xong rồi anh nhắn lại đúng không? Thì lúc đang trong làm việc không có cầm điện thoại tới thì đâu có trả lời liền được đâu. Cũng phải một lúc nào thấy mới trả lời. Lúc đó bây giờ có bạn gái thì phải chịu khó, lâu lâu phải điệu qua cái điện thoại, lâu lâu phải liếc qua cái điện thoại chứ. Đàn ông hay vô tâm lắm. Cái đó làm được. Làm được. Rồi em còn ưu điểm khuyết điểm gì chia sẻ với anh luôn đi. Em người khá là năng động, thích thể thao ạ. Thể thao chơi môn gì? Em đá banh ạ. Em vị trí nào? Em hậu vệ ạ. Hậu vệ. Rồi em đá trong bệnh viện ạ. Dữ ha, rồi có tật xấu gì không? Khá là nóng tính ạ. Thôi làm ngành y mà nóng tính không vậy? Tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ hai là lúc đi làm. Quen được bao lâu tới mối tình sau này? 1 năm ạ, do gia đình hai bên không đồng ý ạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình chính thức và 2 mối tình là tìm hiểu. Mối tình chính thức kéo dài được bao lâu? Khoảng 4 năm. 4 năm là một thời gian mối tình đầu dài. Em khoảng là do vấn đề gia đình tìm hiểu thời gian nha. Chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại nhiều hơn. Gặp thì gia đình thì nói chung không thích, tại vì người đó cũng ở quê, cùng quê thôi. Cùng quê sao không thích, cùng quê hợp thì quá đi chứ. Nhưng mà gia đình ta cần một người có điều kiện gia đình thì nói chung là trung bình thôi. Tại vì ta cũng gả con mấy người nước ngoài, ta cần mà đòi hỏi một người. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em tìm một người bạn gái nhất là chân thành, với nói chung là sống tình cảm. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào? Người không gia trưởng, thoải mái, cao 1m65 mà được chị. Vừa vừa người, nó không mập quá cũng được ạ. Rồi, này dễ tìm nè. Em tìm đi, xác suất 50-50. Chàng trai đó trong đó là ai?
em nghĩ là người áo xanh ra trời ạ. Rồi em cứ cầm đó, một lát thì chị sẽ sổ số cho em xem. Bây giờ mọi người hãy tập trung nhìn về cánh cửa trái tim, và trái tim sẽ được mở ra. Sau đó chúng ta sẽ biết được người đang đối diện trước mặt chúng ta là ai, như thế nào. 1, 2, 3 kéo cửa ra. Xin chào anh ạ. Anh chào. Em có món quà tặng cho. Cảm ơn. Sao hãy trả lời đáp án cho bạn gái, cho bạn gái nói đúng không? Em nói đúng rồi. Em nói đúng. Ủa, lý do tại sao em lại không có gợi ý nào mà em lại đoán ảnh là cái anh mặc áo xanh đó? Tại vì theo em nghĩ là 29 tuổi mà nghe giọng này chững chạc, em nghĩ là anh áo xanh ạ. Thế em cảm nhận về anh áo xanh nó như thế nào? Chắc có thể là dễ tính. Em có dễ tính không? Dễ chị. Bây giờ mỗi bạn sẽ rút vào trong đây có những cái yêu cầu, mình rút trúng cái gì mình sẽ làm cái nấy, được không? Dạ được. Rồi, mời em. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất khi nào? Mặt ông này tôi không biết sao ông đáng yêu luôn. Đàn gái đúng rồi. Làm đi cưng. Nhìn cổ làm sao mà cổ thấy đáng yêu dễ thương á. Đáng yêu không cưng? Dạ buồn cười chứ không đáng yêu ạ. Bạn hãy nắm tay người đối diện của bạn, cảm nhận như thế nào? Nắm chứ phải bắt đâu, nắm là có điện rờ bóp mới cảm nhận được. Không thấy ấm áp. Không thấy ấm áp, chết rồi, ngồi xuống đi. Không thấy ấm áp là không có điện rồi. Tại sao kỳ vậy? Đói bụng sao? Dạ, chứ tại hôm nay cúp điện. Cúp điện hả? Trời ơi, bữa nay ta có điện mà không cúp điện. Thôi được rồi, có lẽ đói bụng rồi, bây giờ đã quá trưa rồi. Bây giờ Tường sẽ mời hai bạn ăn một bữa trưa với nhau thật là vui vẻ, để hai bạn có những không gian riêng, có thể tâm sự với nhau để tìm hiểu nhau nha. Hôm nay Tường có gọi thức ăn nhanh đến cho cả nhà mình. Hôm nay chị Tường đã chuẩn bị sẵn cho hai bạn một món ăn. Đây là món ăn nhanh mà Tường đã gọi từ quán Mr. Stick ở địa chỉ là 219 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Đây là món bò khoai tây hải sản. Hai bạn mở ra đi, mở ra đi. Bây giờ mình vừa ăn vừa trò chuyện nha. Nếu mình ăn ngon á, lần sau mình ở đâu mình đi chơi bất cứ đâu, bạn bè mình có thể gọi điện thoại trực tiếp luôn. Chỉ cần 15-20 phút sau người ta sẽ đem tới cho mình. Đó, có số điện thoại là 028-6275-4069 có trên hộp này luôn. Trời ơi hấp dẫn quá, mở ra là mình thơm nó bốc lên nghi ngút rồi quý vị. Bây giờ mời hai bạn hãy thưởng thức món ăn ngày hôm nay. Nhưng mà cũng phải nhớ là vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau nha, cơ hội nha. Mời anh. Dạ mời anh. Giọng em hình như là ngoài Bắc à? Dạ đúng rồi, giọng em là giọng Bắc ạ. Dạ là gia đình em, người thân ở trong này á? Đúng rồi, gia đình em ở trong Lâm Đồng ạ. Để mời mời. Em ăn được này không? Dạ này em ăn tự ăn. Hả? Tự ăn hả? Mời em. Ví dụ như anh tìm dùm em công việc ở trên này thì ở thành phố em có sẵn sàng đi lên này làm không? Nếu mà em tìm được công việc ổn định ở bên này thì em sẵn sàng sang bên này, nhưng mà nếu trường hợp mà công việc không ổn định á thì có lẽ là để em suy nghĩ, hai người cùng tạo lên một gia đình thì cùng đi làm nó tốt hơn là một người đi làm vừa ở nhà. Đúng rồi, anh cũng cần một người gì chứ, một người mà làm, một người làm việc nhà nó anh cũng anh thích là một người, hai người cùng đi làm xây dựng sự nghiệp mà. Em có thường em đi làm đó là em đi làm theo ca hay sao? Cả đúng rồi, em làm theo ca. Em thích người miền Tây không? Bình thường không thích. Tại vì thấy mấy người Bắc thường ta ít thích người miền Tây á. Phải xem người ta như thế nào nữa. Em ăn đi. Ủa anh có đi đâu chơi xa bao giờ chưa? Không, anh chỉ đi từ thành phố rồi trở về miền Tây anh đâu. Tại vì anh không có bạn ở ngoài kia, anh không có dịp đi. Không, ý là anh đi du lịch, anh có thích đi du lịch không ạ? Cũng thích nhưng mà chưa có người để đi. Còn em thì đi xa nhiều lắm ạ. Ủa nhà anh có mấy anh chị em ạ? Nhà anh tới 6 anh trai không? 6 người luôn ạ? 6 người anh trai không? Có gia đình chết chưa? Có, một anh hai là không có lập gia đình. Ủa sao vậy anh? Tại anh không muốn lập gia đình. Anh thích ở như vậy không? Ngon không, chị? Bò như thế nào? Nó vừa ăn. À, nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Cũng được một số. Số thông tình ha. Dạ. Bây giờ quay lại cái chuyện khoảng cách lúc nãy đó, giờ em hỏi ảnh đi là nhắm bây giờ hẹn hò nhau mình đã trao đổi cái lịch nhau với nhau chưa? Thí dụ mình hẹn hò nhau được như thế nào, hẹn ở đâu? Tại cái thời gian em làm ấy nó ngày mai em đi trực đi thì ngày thứ ba em trực ra trực. Thứ ba em ra trực thì anh ấy chắc không đi làm. Nhưng mà anh thì cũng đi ca thôi, có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp. Hẹn nhau lần đầu tiên mình nghĩ mình sẽ hẹn hò nhau ở đâu? Quán cà phê nào đó nó yên tĩnh. Em cảm nhận về cô gái này, em có trong người em có rung động, có cảm xúc gì hay không? Ấn tượng đầu tiên là em thấy bạn
cười rất dễ thương. Nói chung là nói chuyện em thấy cũng chân thật. Thế còn em có suy nghĩ gì trong giờ phút này? Thấy bạn nói chuyện hiền, chắc là không năng động bằng em. Rồi, đó là một vài cái cảm nhận thôi. Bây giờ hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Bấm nút là mọi người đang coi chương trình này sẽ chứng kiến rằng là các bạn đã thuộc về nhau, đã tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Nếu cảm thấy không rung động thì không cần bấm, phải suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. 1 2 3. Bấm lẹ quá, mới đếm có 2 thôi đã bấm rồi. 2 nửa trái tim đã cùng sáng đèn rồi mà hai bạn cùng nắm tay nhau và đứng vào một bên. Có thể là ít phút thì không đủ để chúng ta có thể tìm hiểu được hết nhau, nhưng giống như chị Tường nói, mình đã cảm nhận được nhau rồi. Cái tình yêu nó quan trọng là cảm xúc nha. Chúc mừng hai bạn và xin gửi tặng hai bạn một cái tấm vé xem phim ở rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai bạn sẽ có những khoảnh khắc xem phim và tìm hiểu nhau thật là dễ thương, thật là lãng mạn. Có tin vui báo cho chị Tường biết nha. Em hay quên lắm chị. Chính vì vậy nên thường thường có một số việc mà quan trọng là em hay ghi vô cuốn sổ hoặc là đặt cài hẹn lịch. Nhược điểm của em nữa là hay nói thẳng. Em nghĩ gì em sẽ nói đó. Xin chào em trai, biết đang nói chuyện với ai không? Dạ, chị Cát Tường ạ. Điều bây giờ em đang mong muốn nhất là gì? Dạ, điều mong muốn nhất bây giờ là em muốn được nhìn thấy bạn gái bên kia. Chưa đâu, bây giờ chị Tường sẽ mời bạn gái ra trước. Mình trò chuyện một chút xíu rồi mình mới bắt đầu mới nhìn thấy được nha. Dạ. Đợi nha. Ba bước nữa là tới ghế rồi. Rồi, chúng ta ngồi vào ghế nha. Rồi, đã ổn định vị trí chỗ ngồi, các bạn có thể mở mặt nạ ra nè. Bây giờ trước tiên chúng ta hãy sẽ giới thiệu, nói lớn lên để cho người bạn bên kia có thể nghe rõ nha. Mời bạn trai. Xin chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Em là Lưu Văn Toán. Em đến từ một vùng núi của Tây Nguyên, nơi có rất nhiều cà phê. Đó là tỉnh Đắk Nông. Em sinh năm 1990. Nghề nghiệp của em là nhân viên lái xe cho công ty dịch vụ du lịch. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên Đỗ Thiên Hương. Quê của mình ở Phú Yên, nơi mà có nói chung là rất là nhiều cảnh đẹp. Tường chưa được tới Phú Yên lần nào, nghe nói cũng chị rất là đẹp mà chưa đi. Em vào trong này lâu chưa? Dạ, em vào cũng khoảng 6 năm rồi chị. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm công việc là kiểm hàng chị, ở bên quận Bình Tân. Năm nay em 25 tuổi chị. Thế bạn trai làm công việc là tài xế lái xe thì đây là một công việc mà nhiều bạn gái cũng không có thích lắm. Thì bản thân em thì em nghĩ gì về cái công việc này? Em không có kỹ bất kỳ công việc gì hết chị. Nên bạn đối diện có công việc gì thì em cũng không có ấy. Anh vui là con người thôi, dạ, không phải là do công việc, đúng không? Đúng rồi. Mà người ta nói tài xế đi đâu là có bạn gái đó, có không em? Dạ, cái đó là từ xa xưa. Nhà mấy anh tài xế mà đường dài thì cũng có, không phải ai cũng như vậy. Em là đường ngắn hay đường dài? Dạ em chỉ đường ngắn trong khu vực nội thành, chạy vòng vòng trong chỗ làm, khu vực mình làm việc thôi, đúng không? Rồi, thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là tính, nói chung là em biết nấu ăn, biết quan tâm người khác, với lại dễ nói chuyện, dễ gần. Khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là em hay quên lắm chị. Nếu mà bạn có một bạn nào đó rủ em đi chơi á thì có thể tới ngày hôm đó là em không thể nào nhớ được, là coi như sao em... mình không lưu du lịch, mình không ghi chú. Chính vì vậy nên thường thường có một số việc mà quan trọng là em hay ghi vô cuốn sổ hoặc là đặt cài hẹn lịch. Đúng rồi. Nhược điểm của em nữa là hay nói thẳng. Em nghĩ gì em sẽ nói đó. Khi cái sự thẳng thắn của mình quá, những người ta không hiểu mình sẽ mất đi rất là nhiều cái cơ hội trong cuộc sống. Cho nên nếu được thì mình cũng nên kiềm hãm lại một chút xíu em nha. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em vui vẻ và hài hước. Em biết nấu ăn và chia sẻ những công việc gia đình mà bạn nữ không thể làm. Tình trường của mình thì sao? Cách đây hơn 2 năm thì em có một mối tình. Trong khoảng 1 năm là bọn em chia tay. Bạn ấy còn nhớ được, vẫn nhớ một người yêu cũ từ hồi còn đi học cấp 3 chị. Cái điều này thật là khó chấp nhận. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa chị. Chưa? Chưa có mối tình nào hết hả? Ủa chị, tới hồi đi học tới giờ luôn mình cũng không có quen ai. Dạ không chị. Mình có để ý ai hay là có ai để ý mình không? Người để ý thì có, nhưng mà giống như em gặp thì em nói chuyện với bạn đó là nói chung là không có cảm tình, rồi cũng không có
không có tình cảm á, nói chuyện với mấy bạn trai thì hình như em hơi ngại á chị. Ngại cái gì? Em cũng không biết là em ngại gì, tự nhiên gặp cái xong rồi cái nói nhiều khi em nói không được luôn. Mà em có thích trai không? Dạ có. Có không? Dạ có. Thì em có thích thì... bạn gái không? Không, em cũng không biết. Lúc đi học thì cứ lo học vậy đó chị, xong rồi khi mà ra trường á thì em cứ suy nghĩ là lo tìm được công việc ổn định đã, rồi sau đó thì mới kiếm được người khác vậy. Bây giờ em có muốn chưa? Bây giờ thật sự em có muốn có bạn trai không? Dạ có. Mẫu người bạn trai lý tưởng của em muốn tìm là người như thế nào? Mẫu người bạn trai lý tưởng của em là phải cao hơn em. Cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m73. Người ta hỏi bên đây cao bao nhiêu? cao trên 1m6 chị. Trên 1m6, là đây 1m7 chuẩn rồi đó. Không bị hói đầu, không có râu. Bạn đó là phải chung thủy, chân thật, có trách nhiệm với gia đình nữa. Có trách nhiệm gia đình, gì nữa? Không nhậu nhẹt, nói chung là không vũ phu á chị. Có vũ phu không em? Dạ không ạ, em rất thương bạn gái. Đừng đánh bạn gái dù chỉ là một cành hoa hồng. Có đánh thì đánh bằng cái chỗ trà nha. Với lại em thích bạn trai là bạn có thể hát. Biết hát không? Dạ em hay hát nhưng mà hát không hay với không thuộc lời. Bây giờ cổ nói biết là cổ chỉ thích bạn rồi. Trai biết hát là được. Bây giờ phải hát cho cổ nghe một đoạn liền. Dạ biết hát. Rồi xin mời em. Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh đã yêu yêu em mất rồi. Anh muốn nói với cả thế giới rằng trong trái tim anh yêu mình em. Tình yêu anh trao đến em sẽ không còn một ai thay thế. Trái tim anh đã thuộc về em. Được á, chị thấy nghe được là có nghĩa là hay rồi đó. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa ý chưa? Dạ vừa ý rồi chị. Giờ em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn gái là hiền lành, dễ thương một chút xíu, không ăn chơi, không đua đòi, không nhuộm tóc, không sơn móng tay loè loẹt, không xăm hình. Ăn dông này gia trưởng rồi. Thời buổi thời đại 4.0 mà cô gái không nhuộm tóc, không ăn chơi loè loẹt, không sơn móng tay. Trời ơi, chắc tôi là cái gì rồi, tôi là quỷ phải là người quá. Dạ không gì. Tìm đi, cổ là ai trong những cô gái này? Đoán trúng có thưởng, đoán sai bị phạt. Hãy cho ảnh ba cái gợi ý. Tính em rất là hiền, thích đi du lịch. Hai, cho mày chết nha cưng. Cái thứ ba cưng. Em thích xem phim. Đó, thích đi du lịch, thích xem phim. Cô nào trong ba cô này? Bạn này ạ. Bạn đó phải không? Rồi, cầm đi, rồi tôi mở cửa ra rồi dòm nha. Xin mời quý vị, từ thời khắc quan trọng chúng ta sẽ mở cửa trái tim để cho đôi uyên ương này gặp nhau, xem cái cảm nhận của họ lần đầu tiên khi mà trò chuyện với nhau có nhận ra nhau hay không. 1, 2, 3, cầm hình lên đi cưng, cầm hình lên để dò đi cưng. Cho chị Tường biết kết quả nha. Kết quả xổ số chiều nay. Chào đó. Em chào anh. Sai rồi chị ạ. Sai rồi chị ạ. Sai rồi, giờ phạt gì đây? Em muốn anh phạt ảnh cái gì em nói đi. Thích đất thục dầu, kể chuyện vui, ho. Em muốn anh làm gì? Kể chuyện vui đi chị. Kể chuyện vui, kể, à, nãy em nói em vui vẻ. 1, 2, 3, bắt đầu. Hết thời gian, đứng lên đây thục dầu cho tôi 10 cái, nhanh lẹ. Đây không có chỗ, có chỗ bắt thích đất rồi. Đi thục dầu hồi nhỏ có đi học không? Dạ không. Có khi nào bị phạt, bị giáo viên bắt thục dầu chưa? Dạ chưa. Chưa, bây giờ cô giáo Tường bắt thục dầu. Hai tay chéo qua nắm hai cái lỗ tai. Đứng lên ngồi xuống 10 cái. 10 cái á. Đúng rồi. Bắt đầu, đếm đi em được phạt mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qua cái chương trình bà muốn hẹn hò phiên bản hẹn ăn trưa, tôi xin đổi phương pháp thích đất qua thục dầu nha quý vị. Trên tay Tường sẽ có một cái sắp bài như thế này ha. Trong này là những cái yêu cầu. Các bạn có sẵn sàng chơi một trò chơi với nhau? Chúng ta sẽ bốc thăm ai mà trúng cái yêu cầu gì trong này sẽ thực hiện cái yêu cầu ở trong đó. Em gái trước đi, bạn trai đang thở, có vẻ hơi mệt sau 10 cái thục dầu. Tướng có vẻ hơi ốm. Đọc lên đi em. Bạn hãy hôn tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? Mới thục dầu xong có thưởng liền luôn. Hôn he hửa vậy. Cảm nhận như thế nào? Em cũng không biết nữa chị. Hồi đó giờ có hôn tay ai chưa? Dạ chưa chị. Có lẽ bạn ấy chưa yêu ai bao giờ nên bạn ấy thôi. Bốc thăm đi em. Điều điên nhất em từng làm là gì?
Em thấy mình em bình thường, em đâu có điên đâu chị. Em thấy em không có gì điên. Em không nói gì lui là em sẽ bị phạt đó. Dạ, bạn hiền quá nên không thể điên được ạ. Đừng có binh vực. Bây giờ Mộc trả lời là bị phạt. Không, thực sự là không có chị. Bị phạt 10 cái sục dầu cho tôi, đứng lên. 5 cái thôi chị. Không có, tôi là 10 cái, 5 cái thì em lên thục 5 cái cho vui. Hai đứa lên cùng thục đứa 5 cái, lên. Em hỗ trợ bạn không? Hỗ trợ 5 cái. Tôi mặc áo đầm bắt cà thục cũng hơi tội. Kệ, cô giáo Tường ác lắm mà xưa đi học. Trời ơi, cô giáo. 2 Chuyên ương thục dầu. 3 4 5 Rồi được rồi, ủa sao được rồi em, ta phụ mình 5 cái rồi cưng, về chỗ đi. Trời ơi, cô này cô hiền dữ vậy trời. Rồi bây giờ đói bụng rồi ha, thục dầu mệt rồi ha. Dạ. Thì các bạn sẽ được thưởng thức món ăn ngon do chị Tường đã đặt sẵn cho các bạn. Xin mời. Rồi, trước mặt hai bạn là món cơm kim chi và món cơm bò chua ngọt. Chị Tường đã gọi điện đem tới cho hai bạn. Đây là cái món những thức ăn nhanh. Để sau này mình có thể mình đang đi chơi hẹn hò đâu hoặc đi picnic á, mình có thể điện thoại là trong vòng hả, chỉ cần 15 phút thôi là người ta giao đến cho mình luôn. Có số điện thoại hotline trên này luôn nè, 0286275 4069. Ở còn nếu mình muốn trực tiếp á, mình có thể chạy ra 219 Đề Thám, quận Nhất, phường Phạm Ngũ Lão á, là mình mua trực tiếp ở đó rồi mình đem theo. Cái này gọi là take away á, mua xong đem về. Mời 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 cuối ra ăn đi, còn nóng hổi luôn nè. Mời đó mời rồi mở ra ăn đi em. Ăn rồi mình tâm sự với nhau nha. Cho các bạn bù lại, hồi nãy tôi phạt các bạn nặng quá, tôi cho các bạn ít phút để trò chuyện một chút xíu nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi anh ơi, em thấy em nhuộm tóc vậy rồi có phù hợp với cái người mà coi như anh ấy không? Theo anh thì nhuộm tóc không hề là quá, nhuộm tóc gọi là nhẹ thôi thì nó sẽ đẹp hơn. Anh không thích người con gái mà lẻ lẻ quá. Tại vì hồi trước kia, nói chung là em cũng để tóc màu đen á, em để hoài luôn, em chỉ mới nhuộm gần đây thôi. Em thấy em để tóc màu đen thì cái mặt em nó hơi tối á, nhìn cứ u buồn sao á. Ủa anh làm vậy anh đi đường xa á, nếu mà anh hay đi vậy á thì nói chung là có cái thời gian rảnh không? Mỗi tuần thì anh được nghỉ một ngày, mỗi ngày lễ thì anh vẫn luôn được nghỉ. Anh thì thường làm đổi ca, tháng ca đêm, tháng ca ngày. Nếu mà đổi ca thì chắc mệt lắm anh. Tại vì hồi trước kia em cũng có hay làm ca á, nên em cũng biết. Xong rồi sau này vì ông sức khỏe không đủ nên em xin đi giờ hành tránh. Em thấy anh cũng hiền. Em cũng vậy. Nói chung là theo cái yêu cầu của em thì chắc được 70% rồi, 80%. Cảm ơn em. Anh cũng vậy. Em nghĩ gì về tình yêu? Em nghĩ là tình yêu thì nên chung thủy. Em không thích là coi như đang quen hình này nhưng mà anh vẫn còn suy nghĩ về người khác. Điều đó em không thể là chấp nhận được. Anh cần một người là hiểu mình, biết chia sẻ trong cuộc sống. Chứ anh không thích một người con gái như thời 9X bây giờ người ta gọi là thả thính ấy. Em cũng đâu bao giờ thả thính đâu anh. Thiệt. Vậy nên tới bây giờ em vẫn còn ế đó. Ủa anh sinh bao nhiêu? Sinh năm 90. Còn em? Em 94 anh ơi. Hợp rồi đó. Ba mẹ anh có khó không? Ba mẹ anh thì cũng dễ lắm. Quan trọng là anh là theo em thì khi nào mình có thể tiến tới hôn nhân được? Phải khoảng cỡ 1-2 năm nữa anh. Tại vì hiện tại của em á, là em bỏ con đang để tang cho nội nên em không theo anh thì cũng khoảng 1 năm. Rồi nãy giờ tâm sự nhau được thêm được nhiều không? Dạ được. Hiểu cảm nhận về bạn ấy nhiều hơn. Nhưng mà bạn ấy có vẻ hơi rụt rè, em thấy như thế nào? Không sao, bạn ấy lần đầu bạn mới biết yêu nên là như vậy chị. Và bây giờ là đến lúc quan trọng nhất của chương trình. Bây giờ trước khi mà chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò với nhau, hai bạn còn điều gì muốn nói với nhau nữa hay không? Hãy nói lên cảm nhận của mình, suy nghĩ của mình về lần đầu tiên gặp mặt. Đến với chương trình anh có một món quà. Đây là một cuốn sổ Hãy sống là chính mình. Và bên trong là những trang giấy trắng. Và những gì em suy nghĩ, tâm sự của em khi mà không chia sẻ được với ai, em có thể viết lên đó. Em cũng có một món quà em muốn tặng người đối diện. Cũng cả tâm ý của em luôn á chị. Em làm hả hay sao? Dạ em tự em làm. Đẹp quá chị Cát Tường ơi. Thiêu quá hả trời chị Tường. Nó nói lên cái ý nghĩa em muốn bạn đó đi với em hết quãng đời còn. Ồ nhưng mà nó vẫn còn thiếu một phần đó chị. Thiếu cái gì?
nó thiếu cái kim đồng hồ. Thiếu cái kim đồng hồ, tại sao em không theo cái kim đồng hồ? Em muốn bạn đó hoàn thành nửa con lại. Cái đó là chỉ là rách vô thôi chị. Bạn ấy muốn em đi với bạn ấy hết cả cái quãng đời còn lại. Và nếu em làm được điều đó em hãy gắn cái kim đồng hồ vào. Thiêu hết rồi và chỉ mua cái kim đồng hồ gắn vô thôi. Rất ý nghĩa và bức tranh rất đẹp. Đây là một cô gái rất là tỉ mỉ và rất sâu sắc. Mặc dù chưa yêu lần nào nhé. Đến lúc chúng ta sẽ quyết định nha. Hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Nếu chúng ta thật sự có rung động với đối phương thì mới bấm nha. 1 2 3. Hết thời gian, rất nhanh lẹ và rất là nhịp nhàng với nhau. Mời hai bạn hãy về đứng chung một phía. Hãy nắm chặt tay nhau đi nào. Chúc mừng hai em nha. Và đây chị Tường xin gửi tặng hai bạn một chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai bạn có một không gian xem phim thật là thoải mái. Tất cả mọi người ơi, nếu ai đang còn mong muốn tìm kiếm một nửa của mình mà đang hoang mang giữa dòng đời tấp nập như thế này, hãy tìm đến Cát Tường, tìm đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa quý vị nhé. Và hãy nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trên fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại tuần sau các bạn nha.